Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Tướng Môn Độc Hậu của tác giả Thiên Sơn trà khách. Chương 228, Diệt khẩu. Tạ Cảnh Hành trở về Duệ Thân Vương phủ chưa bao lâu thì đã phải lên đường đến Nhữ Dương thành một chuyến. Trước đây, khi Lô Chính Thuần chọn Nhữ Dương làm điểm tạo phản, thành này vốn đã là nơi có thế lực phức tạp. Mặc dù Mặc Vũ Quân đã quét dọn tàn quân trong thành, nhưng vẫn còn nhiều thế lực ngầm ẩn nóng hoàng thất quyết định không buông tha bất kỳ ai dù là một tên tàn quân vì vậy tạ cảnh hành đích thân đi xử lý tạ cảnh hành vừa rời đi mọi sự vụ trong ngoài duệ thân vương phủ đều giao cho thầm diệu phụ trách trong toàn bộ lũng nghiệp duệ thân vương phủ luôn được chú ý cẩn trọng rất nhiều triều thần đều dõi theo nhất cử nhất động của phủ ở thời điểm mấu chốt này càng không thể để xảy ra sai sót Thẩm Diệu vẫn giữ thái độ như ngày thường, thường xuyên tiếp xúc với các phu nhân để thu thập thông tin và duy trì sự ổn định. Những rắc rối do Lô Gia gây ra coi như đã qua, vì tạo phản bắt đầu từ Nhữ Dương, nên dân chúng lũng nghiệp không bị ảnh hưởng nhiều. Họ chỉ cảm thấy vui mừng và thỏa mãn khi mắng nhức Lô Gia là loạn thần tặc tử. Dân chúng an cư lạc nghiệp, triều thần không dám tùy tiện hành động, đại cục vững vàng, mọi thứ dường như trở lại bình thường trừ Diệp Gia ở phủ thừa tướng. Diệp Mậu Xuân trải qua nhiều năm lăn lộn trong triều đình, lúc Vĩnh Nhạc Đế còn trẻ chỉ là một thiếu niên yếu đuối, nay đã trưởng thành thành một vị đế vương khó lường với thủ đoạn tàn nhẫn. Diệp Gia thấy mình không còn đường sống. Diệp Mậu Xuân không ngu ngốc và kiêu ngạo như Lô Chính Thuần. Ông ta hiểu rằng Diệp Gia không có khả năng đối đầu với Hoàng Thất Đại Lương. Chống lại sẽ chỉ mang lại kết cục thảm hại cho cả gia tộc không ai muốn chết cũng không ai nguyện ý tự đưa mình vào ngõ cụt diệp mậu xuân bắt đầu tìm cách chạy trốn ông hy vọng bảo vệ được con trai duy nhất của mình nhưng trong tình huống cần thiết cũng sẵn sàng bỏ qua tất cả nhưng điều quan trọng nhất là mọi động thái của diệp gia đều bị hoàng gia giám sát chặt chẽ việc trốn thoát trở nên cực kỳ khó khăn không ai ngờ rằng hành động của vĩnh nhạc đế lại nhanh chóng đến thế một ngày khi thẩm diệu vừa từ phủ ngự sử phu nhân trở về, trời đã gần tối. Mùa hạ dài rằng giặc cuối cùng cũng qua, hơi thở đầu thu đã xuất hiện, lá cây trong sân bắt đầu rụng, dài một lớp mỏng trên mặt đất. Kinh chập mỗi khi thấy lá rụng lại không tự chủ được mà cầm chổi tảo sân. Thẩm diệu đứng bên cạnh sân, đường thúc đi tới, cười nói, phu nhân, hôm nay bếp đã nấu canh, lát nữa canh sẽ chín, ta sẽ đem một bát đến cho phu nhân mấy ngày nay phu nhân sớm ra tối về, thật sự là vất vả. Chỉ là cùng người ta nói chuyện, không đáng vất vả. Thẩm Diệu mỉm cười, nàng nhớ đến tạ cảnh hành đang ở Nhữ Dương, nhịn không được thở dài. Mọi chuyện còn xa mới kết thúc, nay lũng nghiệp nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng thực tế nguy hiểm ẩn giấu sâu hơn. Cho dù Diệp Gia có bị thu thập xong, Minh Tề vẫn là một mối đe dọa nàng một lòng lo lắng cho cả minh tề và đại lương vĩnh nhạc đế bệnh tình ra sao phó tu nghi và tần quốc khi nào liên thủ tấn công đại lương đều là những điều không thể dự đoán một khi có gì ngoài ý muốn người duy nhất có thể gánh vác trách nhiệm là tạ cảnh hành và nàng cũng sẽ đối mặt với nhiều vấn đề hơn tạ cảnh hành từng nói đúng thời gian không còn nhiều những gì họ có thể làm là lập kế hoạch thật nhanh để đối phó với đối phương đang nghĩ tới, đã thấy Mạc Kinh vội vã đến, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Mấy ngày nay, Thẩm Diệu bảo Mạc Kinh giám sát động tĩnh của Diệp Mi và Diệp khác. Diệp Mi đã tiếp cận Kim Tinh Minh, mà Kim Tinh Minh sắp rời khỏi Đại Lương, Thẩm Diệu quyết định không để nàng ta thực hiện được kế hoạch, vì từ một khía cạnh nào đó, Diệp Mi còn nguy hiểm hơn cả Diệp Mậu Xuân. Hoàng thượng đã hạ chỉ, triệu Diệp Mậu Xuân tiến cung. Mạc Kinh nói thẩm diệu ngạc nhiên, tiến cung. Mạc kinh gật đầu, đúng vậy, trong phủ diệp gia hiện đang hỗn loạn, người hầu đều muốn chạy trốn, nhưng bên ngoài đã có người của cung, bên trong loạn thật. thẩm diệu lầm bẩm sao nhanh như vậy? Việc vĩnh nhạc đế đối phó diệp gia không có gì bất ngờ, nhưng hôm nay tạ cảnh hành ở Nhữ Dương, thân thể vĩnh nhạc đế không khỏe mạnh, có lẽ hắn sẽ có cảng toàn nắm chắc khi ra lệnh. Nhưng động thái này của Vĩnh Nhạc Đế quá nhanh, ngay cả nàng cũng thấy đột ngột. Diệp ra giống như thỏ khôn có ba hang, nếu cho Diệp ra cơ hội thở, chắc chắn sẽ bị Diệp Mậu Xuân lợi dụng để đào tẩu. Nay lấy danh nghĩa tiến cung giam lòng Diệp Mậu Xuân, bắt tặc phải bắt vương, phủ Diệp ra rắn mất đầu, dễ dàng thu thập. Nàng nghĩ một lúc, nói, người cùng Tòng Dương và Thiết Y lập tức đến phủ Diệp ra, giám sát Diệp Mi và Diệp khác. Nếu họ có động thái gì, hãy theo dõi, nếu họ muốn rời khỏi lũng nghiệp chặn lại và mang về sống chết không quan trọng cả ba người đều giám sát diệp mi và diệp khác sao tòng dương từ trên cây nhảy xuống nghe vậy nói cũng quá đại tài tiểu dụng nghe nói diệp phu nhân cũng không phải nhân vật đơn giản để ta giám sát nàng ta không cần thẩm diệu nói dù thông minh diệp phu nhân vẫn là phụ nữ mấy ngày nay điều tra Diệp Mậu Xuân không để nàng nhúng tay vào chính sự. Nàng không tiếp cận được thế lực của Diệp Mậu Xuân, chỉ là một người phụ nữ thông minh. Hoàng thượng không chịu nàng tiến cung, cũng vì điều này. Nhưng Diệp Mi và Diệp khác rất giàu hoạt, nếu khinh địch để họ rời khỏi phủ, không đơn giản. Nàng nhất định sẽ có tính toán, các ngươi phải chú ý. Tổng Dương suy nghĩ, thấy có lý, gật đầu. Thiết y chỉ biết tuân lệnh, mà kình không cần nói thêm ba người chuẩn bị rời đi, thẩm diệu đột nhiên gọi lại, nói, đúng rồi, nếu gặp Diệp Phủ thiếu ra đi đứng không tiện, không được làm hại hắn, nếu có ai muốn gây tổn hại, nhớ giúp hắn một chút. Trong bóng đêm, Phủ Diệp ra lúc này là một cảnh hỗn loạn. Không ai ngờ rằng Hoàng gia lại đột một phái người đến thỉnh, Diệp Mậu Xuân. Bọn hạ nhân tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mấy ngày nay đã nghe phong thanh được chút tin tức, khi diệp mậu xuân bị đưa đi hành động phản kháng của ông càng làm cho bọn họ tin vào suy đoán của mình trong chốc lát ai nấy đều tự thu xếp hành lý để chuẩn bị trốn chạy có người thì cảm thấy vô vọng ngồi trong phòng rơi lệ còn có người làm bộ như không có gì xảy ra hy vọng rằng đây chỉ là một hiểu lầm và tiếp tục làm việc như thường ngày những hạ nhân này ngày thường được diệp phu nhân quản giáo rất nghiêm khắc nhưng khi tính mạng bị đe dọa ai cũng khó lòng giữ bình tĩnh trừ phi là thánh nhân trong cảnh hỗn loạn ấy diệp phu nhân đã bắt đầu thu thập vàng bạc trang sức của mình bà từ lâu đã thấy rõ tính cách của diệp mậu xuân ban đầu còn hy vọng vào ông nhưng kế hoạch chạy trốn của diệp mậu xuân từ đầu đến cuối không hề có sự hiện diện của bà vợ chồng vốn là đồng lâm điểu nhưng khi tai họa đến nơi thì đều tự phi diệp phu nhân nay đã thấu hiểu điều này nên quyết định không cần nhớ tới tình nghĩa vợ chồng nữa kế hoạch chạy trốn của Diệp Mậu Xuân nay lại càng tiện lợi cho bà. Không còn cách nào khác, ai bảo Diệp Mậu Xuân lại là mục tiêu lớn nhất trong mắt Vĩnh Nhạc Đế. Bà cẩn thận tìm kiếm trong phòng những ngân phiếu và trang sức có thể mang theo, cố gắng giữ hành lý nhẹ nhàng để dễ dàng trốn thoát. Diệp Mi và Diệp Khác cũng tương tự. Diệp Khác đi lại trong phòng, ánh mắt đầy lo lắng, thỉnh thoảng hỏi Diệp Mi, tỷ, ngươi nói đây là thật sao? phủ thừa tướng thật sự muốn sụp đổ. Sao có thể? Trước đây không hề có dấu hiệu gì. Có lẽ hoàng thượng chỉ thỉnh cha vào cung để bàn bạc một số việc thôi, không phải như chúng ta nghĩ. Diệp Mi vừa thu thập ngân phiếu, vừa nói, đến bây giờ ngươi còn tự lừa mình dối người sao? Nếu chỉ là để bàn bạc, tại sao khi cha bị mới đi lại làm cho thị vệ phải rút đao định chạy trốn? Rõ ràng là muốn chạy trốn án. Nhưng trước đây không hề có dấu hiệu gì mà. Diệp Khác vẫn không chịu tin lời Diệp Mi. Chỉ là ngươi không để ý thôi. Diệp Khác trợn to mắt, không thể tin nhìn Diệp Mi, ý ngươi là sao? Tỷ. Chẳng lẽ ngươi đã biết từ trước? Nếu biết, sao không nói cho ta biết? Ta chỉ là đoán mò, phần lớn dựa vào trực giác, cũng không có chứng cứ. Dù có nói cho ngươi, ngươi cũng tin sao? Diệp Mi trong lòng cười lạnh. Nhưng bên ngoài vẫn ôn hòa, hơn nữa, việc này ta tự chuẩn bị là được. Ngươi là đệ đệ của ta, nay Diệp gia gặp chuyện không may, chúng ta không thể cùng chìm xuống. Chúng ta phải tìm cơ hội trốn thoát. Ta sẽ dẫn ngươi đi. Diệp khắc mặt mày phức tạp, như thể không cam lòng, ban đầu ta nghĩ rằng đứng ở Diệp gia là lựa chọn tốt nhất, không ngờ không chỉ không được làm quan mà còn phải chạy trốn như chó nhà có tang thật không bằng lúc trước ở Khâm Châu không đến đây. Cũng chưa chắc, Diệp Mi nói khi đã cất giữ xong ngân phiếu, trước hết phải giữ mạng sống. Người cũng đừng chờ nữa. Hãy trở về phòng thu dọn những thứ quý giá, khi chạy trốn sẽ có ích. Diệp khác giật giật môi, nhưng cuối cùng không nói gì, đành trở về phòng thu dọn đồ đạc. Diệp mi thấy hắn đi rồi, đợi một lát không còn âm thanh gì từ ngoài phòng, mới đứng dậy, ánh mắt lo lắng, nhẹ nhàng ra khỏi phòng nàng hướng về thư phòng của diệp mậu xuân cửa thư phòng đóng kín thường ngày chỉ có diệp khác và diệp phu nhân vào được diệp mậu xuân thỉnh thoảng nói chuyện với họ diệp mậu xuân cẩn thận nếu có dấu thứ gì quan trọng chắc chắn không để ở thư phòng dễ dàng bị phát hiện nhưng càng nguy hiểm càng an toàn diệp mậu xuân có thể cố tình để đồ trong thư phòng để người khác không ngờ tới Nhờ Diệp Khác tiết lộ trước đó, Diệp Mi biết Diệp Mậu Xuân treo một bức mỹ nhân đồ trong thư phòng, bên trong có thứ quan trọng. Giờ Diệp Mậu Xuân đã bị mang đi, Diệp Khác không còn hy vọng thăng quan, thứ này chắc vẫn ở đó. Nhân lúc lòng người hoảng loạn, Diệp Mi dễ dàng vào thư phòng. Nàng tìm được bức mỹ nhân đồ, sờ soảng nhưng không phát hiện gì khác thường. Diệp Khác đã phát hiện ra thế nào? Diệp Mi không từ bỏ, Kiên nhẫn tìm thêm lần nữa. Khi nàng định bỏ cuộc, bỗng nhiên thấy đôi mắt của mỹ nhân trong tranh có gì đó lạ. Ánh mắt mỹ nhân sáng, trông rất sống động. Diệp Mi thử sờ vào đôi mắt, cảm thấy có chỗ lồi lên, liền nhấn mạnh, chỉ nghe ba, một tiếng, vách tường phía sau bức tranh lộ ra một khoang trống, bên trong có một hộp kim loại nhỏ. Diệp Mi mừng rỡ, nhanh chóng lấy hộp ra, không do dự xoay người định rời khỏi. Đúng lúc này, cửa thư phòng cót két, mở ra, Diệp Mi giật mình, thấy Diệp Hồng Quang tự đẩy xe lăn vào. Thấy Diệp Mi, Diệp Hồng Quang cũng sững sờ, đại tì tì. Diệp Hồng Quang hôm nay thật sự lo lắng. Quý phủ giờ đây là một mảnh hỗn loạn, tất cả bọn hạ nhân đều hoảng sợ, lòng người bất an. Diệp Hồng Quang, thân phận thấp kém trong phủ, vốn nhờ có Diệp Mậu Xuân che chở nên không bị đối xử quá đáng. Nhưng khi Diệp Mậu Xuân bị bắt đi, Diệp phu nhân không thèm để mắt đến hắn, và các hạ nhân lại càng không quản. Ngay cả người đẩy xe lăn cho hắn cũng không thấy đâu. Diệp Hồng Quang lo lắng cho Diệp Mậu Xuân, nhưng trong phủ không ai nói chuyện với hắn. Quá đau khổ, hắn tự đẩy xe lăn đến thư phòng của Diệp Mậu Xuân, nơi còn vương lại hơi thở của phụ thân, để cảm thấy mình vẫn còn được phù hộ như một thiếu gia Diệp gia. Không ngờ khi tiến vào thư phòng, Hắn lại thấy Diệp Mi. "Đại tỷ tỷ, ngươi sao lại ở đây?" Diệp Hồng Quang hỏi. Diệp Mi, đang cầm hộp sắt, thấy Diệp Hồng Quang bước vào thì thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "À, phụ thân trước khi đi dặn ta đến đây tìm vài thứ. Chờ ông trở về sẽ đưa cho ông. Ta thấy bọn hạ nhân đều bận rộn nên tự mình tìm." "Là thứ gì?" Diệp Hồng Quang nhìn chằm chằm vào hộp sắt trong tay Diệp Mi. Đại tỷ tỷ đang cầm hộp này sao? Diệp Mi cười cười, nói, đúng vậy. Sau đó nàng nói tiếp, Tam đệ cũng đến tìm thứ gì sao? Vậy ta sẽ không quấy rầy nữa, nhường chỗ cho Tam đệ tìm. Nàng làm bộ muốn rời đi, nhưng khi vượt qua xe lăn của Diệp Hồng Quang, hắn đột nhiên nói, "Đại tỷ tỷ, ngươi không biết rằng cha chưa bao giờ cho nữ nhân vào thư phòng của mình sao?" Diệp Mi dừng bước, Ánh mắt Diệp Hồng Quang sắc bén lạ thường. Hắn nói, "Đại tỷ tỷ, tại sao ngươi nói dối? Tại sao ngươi gạt ta? Ta không lừa ngươi." Diệp Mi lấy lại bình tĩnh, cười nói, "Ta nói thật mà, ngươi không tin thì chờ phụ thân trở về hỏi ông, sẽ biết ta nói thật hay không." Diệp Hồng Quang không nghe lời nàng, tiếp tục nói, "Là vì cái hộp này sao? Ngươi muốn trộm thứ trong hộp này sao?" đây là thứ của phụ thân tuy ta không biết là gì nhưng nếu ngươi đến trộm trong lúc hỗn loạn này chắc chắn nó rất quan trọng diệp mi ngạc nhiên diệp hồng quang tuy yếu đuối nhưng lại thừa kế trí tuệ của diệp mậu xuân dù không hiểu sự đời nhưng không nghi ngờ là rất thông minh diệp mi dần nắm chặt lòng bàn tay đặt hộp này xuống ta sẽ coi như chưa thấy gì diệp hồng quang nói tam đệ diệp mi cố gắng dỗ dành hộp này là phụ thân nhờ ta lấy không phải ta trộm nếu không phải trộm và phụ thân nhờ ngươi lấy vậy không vội chờ phụ thân về rồi đưa cũng được diệp hồng quang kiên quyết diệp mi nhìn thấy thời gian hẹn với kim tinh minh đang gần kề trong lòng nóng ruột nói nếu ta không đưa thì sao tại sao không diệp hồng quang nhíu mày chẳng lẽ ngươi thật sự trộm Diệp Mi cảm thấy tức giận, không biết làm sao để cưỡng ép hay dụ dỗ Diệp Hồng Quang. Hắn quá thông minh nhưng cũng quá thuần khiết, làm nàng khó xử. Thấy Diệp Mi trần trừ, Diệp Hồng Quang nghiêm giọng nói, nếu đại tỷ tỷ không chịu, ta sẽ gọi mẫu thân đến ngăn cản ngươi. Diệp Phu Nhân Diệp Phu Nhân tuy thông minh nhưng cũng đứng về phía Diệp Mậu Xuân. Nếu bà biết, chắc chắn sẽ không để yên chuyện này. Không được diệp mi thốt ra vậy buông hộp diệp mi nói tam để ngươi hãy nghe ta nói người đâu diệp hồng quang đột nhiên hét lên sợ hãi làm diệp mi lập tức bịt miệng hắn hắn bắt đầu dãy rủa nhưng yếu đuối không thể chống lại diệp mi ánh mắt nàng dừng ở chiếc kéo gần đó không do dự cầm lấy kéo và đâm mạnh vào ngực diệp hồng quang hắn trợn mắt nhìn chằm chằm diệp mi không tin rằng nàng có thể ác độc đến vậy hắn cố gắng phát ra âm thanh yếu ớt nhưng vô ích diệp mi lạnh lùng nhìn hắn nói vốn không muốn giết ngươi nhưng ngươi nói nhiều quá rồi xoay người bước đi diệp hồng quang ngã xuống máu chảy đầy đất hắn cố gắng bỏ đến cửa để gọi người nhưng cửa giờ như ở xa lắm làm hắn tuyệt vọng thiết y và tòng dương khi tìm đến thư phòng thấy Diệp Hồng Quang nằm trong vũng máu, không biết sống chết ra sao. Tòng Dương hỏi, chuyện gì xảy ra? Làm sao bây giờ? Mạc Kình từ một phòng khác đi ra, nói, Diệp Mi và Diệp khác đang chạy trốn. Thiết y, người khinh công tốt, đuổi theo bọn họ. Thiết y xưng lệnh, nhảy qua cửa sổ, biến mất trong bóng đêm. Mạc Kình kinh ngạc khi nhìn thấy Diệp Hồng Quang nằm trên mặt đất, liền hỏi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Không rõ nữa. Tòng Dương gãi đầu, cúi xuống kiểm tra hơi thở của Diệp Hồng Quang rồi nói, còn sống, nhưng không biết có qua khỏi không. Có vẻ như cậu ta bị tấn công. Mạc Kinh nói, nhanh chóng tạo ra tiếng động để gọi người đến giúp. Tốt hơn hết là đừng. Tòng Dương đáp, bọn hạ nhân trong phủ đều đang lo thân mình, làm sao còn có thời gian quan tâm đến vị thiếu gia này phu nhân cũng không thích hắn, họ có khi còn vui mừng khi thấy hắn gặp nạn. Làm sao mà chịu đi mời đại phu chứ? Vậy thì mang cậu ta về đây. Mạc Kinh quyết định tiến đến ôm lấy Diệp Hồng Quang. Cậu ta nhẹ nhàng, dễ dàng để bế. Phu nhân có sự kính trọng với cậu bé này. Nếu chúng ta bỏ mặc không cứu, sẽ không tốt. Đưa cậu ta về tìm Cao Công Tử. Sống hay chết tùy vào số phận. Tổng Dương nhún vai, nghe theo ngươi vậy. Đột nhiên, Diệp Hồng Quang mở mắt, cố gắng nói vài từ yếu ớt, ni. Trộm, này nọ, chạy. Ý cậu ta là gì? Tổng Dương băn khoăn hỏi. Diệp Hồng Quang lập tức ngất xỉu, không còn tỉnh lại. Không biết nữa, nhanh đi thôi, gọi người tới. Mạc Kinh thúc giục, cả hai không dám chậm trễ, nhanh chóng rời đi. Thẩm Diệu đang chờ tin tức trong phòng, lòng lo lắng khi thiết y và mọi người đi lâu như vậy. Có thể nào Diệp Mi đã trốn thoát? Đang suy nghĩ, nàng nghe thấy kinh chập vui mừng báo, họ đã trở lại. Thẩm Diệu đứng dậy, nghe ngoài cửa cốc vũ ngạc nhiên, có chuyện gì vậy? Mau mời Cao Đại Phu. Mạc Kinh gọi to. Cửa mở ra, Mạc Kinh và Tòng Dương bước vào, Mạc Kinh ôm theo một người đặt lên tháp. Nhìn kỹ lại, Thẩm Diệu nhận ra, Diệp Hồng Quang. Chúng thuộc hạ tìm thấy cậu ta nằm trong thư phòng, có vẻ bị ám sát bởi người trong phủ. Diệp Mi và Diệp Khác đang định chạy trốn, Thiết Y đã bám theo họ, để lại tín hiệu. Chúng tôi đã cho người đi mời Cao Công Tử. Mạc Kinh giải thích. Trong phủ ai lại có thù hận sâu với một đứa trẻ chứ? Thẩm Diệu tức giận, lại dám ra tay với một đứa trẻ. Có thể là Diệp Mi làm. Tòng Dương đoán giải thích thế nào? Thẩm Diệu nhíu mày. Đứa trẻ tỉnh lại một lúc, nói vài từ, mi trộm này nọ chạy. Chúng tôi đoán diệp mi trộm thứ gì đó, bị diệp hồng quang phát hiện nên giết người diệt khẩu. Mạc Kinh giải thích. Nhưng trộm thứ gì? Tòng Dương nói, vàng bạc châu báu sao? Vì mấy thứ này mà ra tay độc ác với một đứa trẻ. Không đúng, Thẩm Diệu đột nhiên nói. Hai người kinh ngạc hỏi cái gì không đúng? Việc này không đúng. Thẩm diệu nảy ra một ý nghĩ, nói, Tòng Dương, lập tức đi theo tín hiệu của thiết y. Nếu Diệp Mi đang rời lũ nghiệp, không cần ngăn cản, nhưng phải làm chậm họ lại. Không ngăn cản sao? Tòng Dương ngạc nhiên. Đúng, không ngăn cản. Thẩm diệu nhấn mạnh. Sau đó nàng quay lại nhìn Diệp Hồng Quang, bảo kinh chập và cốc vũ chăm sóc cậu bé, chờ Cao Công Tử đến. Cuối cùng, nàng bảo Mạc Kình, Mạc Kình, đi với ta đến thư phòng. Mọi người mặc dù không hiểu, nhưng thấy nàng nghiêm trọng, không ai dám phản đối. Thẩm Diệu trong lòng giấy lên nhiều suy nghĩ. Diệp Mi trộm gì và chạy đi đâu? Nàng quyết định tự mình điều tra để làm sáng tỏ mọi chuyện. Chương 299, đổi. Diệp Mi cùng Diệp Khác lên xe ngựa của Kim Tinh Minh, Diệp Mi thầm cảm thán về tài năng của Kim Tinh Minh khi hắn có thể mua chuộc được cả hạ nhân trong phủ thừa tướng. Dù vậy, hành động của Diệp Mi và Diệp Khác vẫn bị các quan binh trong cung phát hiện và truy đuổi sát sao. Diệp Khác lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong bóng tối, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên từ phía sau. Hắn hoảng sợ, hỏi Diệp Mi, "Tỷ, chúng ta phải làm sao đây? Nếu bị bắt kịp, chúng ta sẽ tiêu đời mất." Hắn không quên thúc giục phu xe, nhanh lên chút nữa được không? Phu xe quất roi mạnh hơn, tốc độ của ngựa tăng lên khiến Diệp khác cảm thấy an tâm hơn một chút. Nhưng hắn lại nghĩ đến một điều khác, tỷ, ngươi đã chuẩn bị mọi thứ từ khi nào vậy? Nếu không phải ngươi tính toán từ trước, làm sao chúng ta có thể đi xa như thế này mà không bị bắt? Diệp My chỉ cười nhạt, không tiết lộ rằng mọi việc đã được Kim Tinh Minh sắp xếp từ trước. Trong kế hoạch của nàng, Diệp Khác vốn dĩ không nằm trong tính toán. Khi xe ngựa đến một ngã tư, Diệp Mi nhìn ra ngoài rồi quyết định, "Chúng ta không thể cùng đi trên một xe ngựa. Bọn họ dễ dàng đuổi kịp. Tốt hơn là tách ra hành động. Chúng ta sẽ gặp lại ở Bát Bảo phố." Diệp Khác đang căng thẳng tột độ, nghe thấy phải tách ra thì hoảng hốt, "Không thể tách ra, đi cùng nhau sẽ an toàn hơn." Diệp Mi thuyết phục ngươi cứ ngồi trong xe ngựa, ta sẽ xuống trước, phu xe sẽ dẫn ngươi đến nơi an toàn ở bát bảo phố. Sau đó chúng ta sẽ gặp lại ở đó. Mọi chuyện ra khỏi thành đã được sắp xếp ổn thỏa. Nghe vậy, Diệp Khác an tâm hơn. Diệp Mi xuống xe, che mặt bằng chiếc khăn và biến mất trong bóng đêm. Phu xe tiếp tục lái xe ngựa đưa Diệp Khác đi. Trên đường phố tối om, không còn bóng dáng Diệp Mi diệp khác cảm thấy yên lòng khi không còn nghe thấy tiếng truy binh nhưng hắn bất ngờ khi nhận ra xe ngựa đang đi trên một con đường núi gập ghềnh không phải hướng tới bát bảo phố chậm lại hãy quay lại bát bảo phố diệp khác gọi to nhưng phu xe không nghe lời tiếp tục chạy về phía trước diệp khác càng thêm lo lắng cuối cùng xe ngựa dừng lại giữa tiếng ồn ào phu xe xuống ngựa diệp khác nhìn ra ngoài quát Ngươi làm gì vậy? Mau đưa ta đến Bát Bảo phố." Phu xe quay lại nhìn Diệp Khác, ánh mắt lạnh lùng. Diệp Khác cảm thấy bất an khi nhận ra người này không phải là phu xe thông thường. Hắn cảm thấy mình không có cơ hội chiến thắng nếu xảy ra xung đột. Phu xe đi vòng ra sau, lấy ra một vật gì đó từ áo, rồi đột ngột quất mạnh vào mông ngựa. Con ngựa hoảng sợ, lao nhanh về phía trước, Diệp Khác trong xe ngã lộn nhào không thể kiểm soát được tình hình. Khi nhìn ra ngoài, hắn thấy vực sâu không đáy và rừng cây rậm rạp. Cuối cùng, xe ngựa rơi xuống vực sâu, không để lại âm thanh gì ngoại trừ những mảnh vụn vỡ và tiếng kêu thảm thiết cuối cùng của Diệp Khác. Tỷ. Thẩm Diệu đang chăm chú viết trong thư phòng. Nàng viết rất nhanh, tay không ngừng nghỉ, vẽ bản đồ và ghi chú chi tiết. Mạc Kình đứng sau lưng, im lặng quan sát không hiểu nàng đang làm gì nhưng biết rõ không nên quấy rầy. Đột nhiên, có người gõ cửa. Mạc Kinh mở cửa, Tòng Dương thở hổn hển bước vào. Thuộc hạ và Thiết Y đang theo dõi Diệp Mi tỷ đệ. Khi họ tách ra, Thiết Y theo Diệp Mi, còn thuộc hạ theo Diệp Khác. Phu xe ngựa đưa Diệp Khác đến một đoạn nhai sâu, thiết kế ngựa hoảng sợ, khiến xe ngựa và Diệp Khác rơi xuống vực, không còn đường sống. Đoạn nhai Mạc Kinh ngạc nhiên, phu xe đó là ai? Có thù hận gì với Diệp khác? Tổng Dương lau mũi, thuộc hạ vội vàng về báo tin, không điều tra thêm. Diệp khác đã chết, nên quay lại đây báo cáo. Không cần điều tra, phu xe đó là người của Diệp Mi. Thẩm Diệu nói. Diệp Mi, Tổng Dương ngạc nhiên dừng lại, Diệp Mi bảo phu xe giết Diệp khác sao? Nhưng Diệp khác là đệ đệ của nàng, và nếu muốn giết hắn, Tại sao lại mang theo hắn trong lúc chạy trốn? Khi chạy trốn cần một kẻ đánh lạc hướng, và Diệp Khác, là đệ đệ của Diệp Mi, là lựa chọn thích hợp nhất. Ta nghĩ rằng phu xe không chỉ giết Diệp Khác, mà còn thả quần áo của Diệp Mi và Diệp Khác ở đoạn nhai, để mọi người tin rằng cả hai đã rơi xuống và chết. Mạc Kình và Tòng Dương nghe vậy, ban đầu sững sờ, rồi bừng tỉnh. Diệp Mi đã chuẩn bị sẵn đường lui từ trước nhưng lo sợ sẽ bị truy đuổi như chó nhà có tang cuối cùng sẽ bị bắt chi bằng làm cho mọi người tin rằng nàng đã chết quan binh dù nhàn rỗi cũng sẽ không truy đuổi một người đã chết diệp khác là đệ đệ của nàng theo lẽ thường người ta sẽ nghĩ rằng nàng chạy trốn cùng đệ đệ nhìn thấy quần áo tàn phiến của hai người ở đoạn nhai quan binh sẽ nghĩ rằng cả hai đã ngã xuống và chết diệp mi đã lợi dụng diệp khác làm kẻ chết thay loại bỏ rắc rối phía sau cho mình dù sao đó cũng là đệ đệ ruột của nàng tòng dương cảm thán nếu là nam nhân thì không nói đằng này nàng là nữ nhân mà vẫn có thể tàn nhẫn như vậy có lẽ trong lòng nàng đã sớm xem diệp khác là vật hy sinh thẩm diệu thản nhiên nói vì thế khi diệp khác còn sống diệp mi lợi dụng đến tận cùng là chuyện đương nhiên đây là bản chất của mi phu nhân trong cuộc đời nàng chỉ có sự dệt hoa trên gấm Ví dụ như kiếp trước, sự tồn tại của Diệp Khác có thể giúp nàng có thêm quyền lực trong cung, nên nàng mới giả vờ tình thâm tỉ đệ. Nhưng hiện tại, Diệp Khác không còn mang lại lợi ích gì, thậm chí có thể là gánh nặng, nên Diệp Mi không ngần ngại loại bỏ hắn. Cửa sổ bỗng vang lên tiếng phạch phạch, một con bồ câu trắng bay vào và đậu lên vai Tòng Dương. Tòng Dương lấy từ chân bồ câu ra một mảnh giấy, nhanh chóng mở ra đọc, rồi nói lớn, Thiết y báo rằng Diệp Mi và Kim Tinh Minh đã tới bến tàu, có vẻ muốn đi đường thủy. Anh liếc nhìn ra ngoài thấy cơn bão đang kéo tới, nói thêm, nếu tối nay trời mưa, bọn họ rời bến sau, việc đuổi theo sẽ rất khó. Hiện tại, chúng ta có nên đi bắt bọn họ về không? Không cần." Thẩm Diệu nói xong, vừa lúc viết xong trang giấy cuối cùng. Nàng đem trang giấy hong khô trên đèn lồng, rồi cho vào phong thư giao cho tòng dương và mạc kình tòng dương ngươi là người của mạc vũ quân hãy tìm vài người nhanh nhẹn mang phong thư này theo đi theo diệp mi đến tận minh tề minh tề tòng dương nhíu mày bọn họ sao lại đi minh tề mạc kình nghe rằng kim tinh minh có bằng hữu làm ăn ở minh tề gần đây thường xuyên lui tới chỉ có đi minh tề diệp mi mới hoàn toàn thoát thân mà không bị quan binh phát hiện nàng nói tiếp các ngươi hãy theo sát họ, chú ý xem Diệp Mi có mang theo vật gì, như hộp hay vật cất giấu nào. Cẩn thận đừng để bị phát hiện, và một khi phát hiện, hãy đổi thứ bên trong bằng lá thư này. Nàng đưa lá thư cho Mạc Kinh. Mạc Kinh tiếp nhận, dù không hiểu rõ nhưng vẫn tuân lệnh. Nhanh chóng hành động, không để bị phát hiện. Thẩm Diệu nhấn mạnh. Nhưng thả bọn họ đi minh tề sao? Phu nhân không phải luôn coi họ là địch sao? tòng dương hỏi là địch thì đúng nhưng đây không phải là thả họ đi thẩm diệu lạnh lùng nói ngược lại đây là đưa họ lên đoạn đầu đài các ngươi mau đi nếu có thể tốt nhất hãy đổi thứ đó trước khi họ lên thuyền lên thuyền rồi đổi sẽ phiền phức hơn dù thế nào luôn giữ hai người theo sát họ duy trì liên lạc nếu có chỉ thị mới ta sẽ thông báo mạc kinh và tòng dương thấy thẩm diệu nói nghiêm trọng không dám lơ là, nhanh chóng mang lá thư rời đi. Thẩm Diệu một tay chống lên bàn, gắt gao mím môi, ánh mắt lóe lên tia sát ý. Nàng rất muốn mi phu nhân chết, nhưng hiện tại, nàng có ý định khác. Anh hùng tranh đoạt thiên hạ, ai cũng muốn giành giang sơn và ngôi báu. Đại lương muốn, tần quốc muốn, minh tề cũng muốn. Phó Tu Nghi sẽ tìm cách liên minh với tần quốc, khi đó tạ cảnh hành nếu ra trận sẽ là cuộc chiến gian nan. Kẻ thù gần trước mắt, cuối cùng phải loại bỏ, nhưng trước đó, lợi dụng hết khả năng của chúng, chẳng phải là tốt hơn sao? Không ai hiểu rõ bản chất mưu mô và ích kỷ của Diệp Mi hơn thẩm diệu, nàng tin rằng Diệp Mi sẽ không làm gì thua thiệt bản thân. Diệp Mi muốn được bồi thường từ Diệp ra, nhưng vàng bạc châu báu là chưa đủ, nàng muốn quyền lực vĩnh hằng. Diệp Mậu Xuân ở Đại Lương nhiều năm, Ngoài danh dự và gia tài, quan trọng nhất là những bí mật trong triều đình. Những bí mật này có thể là yếu điểm của hoàng thất và triều thần. Đó là những thứ mà Diệp Mi cần để mở đường vào Minh Tề, thậm chí Hoàng Cung Minh Tề. Nếu Phó Tu Nghi chiếm được những bí mật này, chắc chắn sẽ rất vui, và Diệp Mi, với nhan sắc quyến rũ, sẽ tận dụng cơ hội này, tiến bước từng chút một vào lòng Phó Tu Nghi. Nhưng nếu những thứ này đều là giả thì sao? những bản đồ binh lực, bí mật giữa các triều thần, yếu điểm của hoàng thất, tất cả nhìn như là chìa khóa để minh tề chiến thắng đại lương, nhưng nếu tất cả đều là giả. Minh tề sẽ rơi vào phán đoán sai lầm, bố trí binh lực sai, sử dụng chiến thuật ly gián sai, đến cuối cùng, sự nghiệp lớn sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngàn dặm đê đề đều bị hủy bởi một lỗ kiến nhỏ, chính là đạo lý này. Tất nhiên, Diệp Mi không hề biết mình đang nắm giữ những thông tin sai lệch. Dĩ nhiên, Phó Tu Nghi có thể nghi ngờ tính chân thực của những tài liệu này. Nhưng điều đó không quan trọng, Thẩm Diệu hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của Mi phu nhân, nàng ta là một người phụ nữ rất giỏi. Cuối cùng, Phó Tu Nghi chắc chắn sẽ tin tưởng lời Diệp Mi. Vì vậy, kết cục của trận chiến này đã được định đoạt từ trước. Thẩm Diệu không phải không muốn giết Diệp Mi cũng không phải muốn thả hổ về rừng. Nhưng nàng muốn nhìn thấy, Phó Tu Nghi, người mà tiền sinh yêu nhất, kiếp này vẫn sẽ bước từng bước về phía hắn, cuối cùng tự mình tặng cho hắn một món quà lớn, đưa hắn vào đường cùng. Đó là sự trả thù ngọt ngào nhất. Quan trọng hơn, điều này sẽ mang lại lợi ích lớn cho tạ cảnh hành. Giang Sơn thiên hạ này sẽ thay đổi chỉ từ những bước nhỏ như vậy. Đêm đó, như Tổng Dương dự đoán, đến nửa đêm trời bắt đầu mưa rào rào, kéo dài đến sáng hôm sau. Khi Tổng Dương và nhóm của hắn trở về, họ ướt đẫm. Diệp Mi và Kim Tinh Minh đã lên thuyền rời Đại Lương. Đúng như Thẩm Diệu dự đoán, Diệp Mi mang theo một chiếc hộp bạc, giấu kỹ đến mức ngay cả Kim Tinh Minh cũng không biết. Mặc Vũ Quân đã thay thế tài liệu trong hộp bằng lá thư của Thẩm Diệu, thiết y đưa tài liệu gốc cho Thẩm Diệu những tài liệu này chính là những gì diệp mậu xuân đã thu thập để uy hiếp và kiểm soát các quan lại khác thậm chí có cả một số bí mật hoàng gia thẩm diệu nghĩ rằng mấy thứ này phải đợi tạ cảnh hành trở về xử lý mặc vũ quân đã đi theo diệp mi về phía đại lương chú ý đến mọi động tĩnh của nàng tạm thời không có gì đáng lo thẩm diệu mới nhớ đến diệp hồng quang liền bảo mạc kình và nhóm của hắn đi nghỉ ngơi còn mình đi đến phòng bên cạnh thăm diệp hồng quang cao dương vẫn còn ở đó nói rằng diệp hồng quang đã được cứu sống nhưng vẫn chưa tỉnh lại khi tỉnh dậy không ai biết hắn sẽ như thế nào dù sao hắn cũng bị thương rất nặng nếu không nhờ mạc kình và tòng dương kịp thời đưa hắn ra khỏi diệp phủ không biết hắn có sống sót hay không cuối cùng cao dương nhìn diệp hồng quang rồi hỏi ngươi tính sao bây giờ hoàng thượng rõ ràng muốn đối phó diệp gia ngươi lại đưa tiểu thiếu gia của diệp gia về phủ mình chẳng lẽ định nuôi hắn? Hoàng thượng có kế hoạch gì với Diệp Gia? Thầm Diệu hỏi. Còn có thể có kế hoạch gì khác? Cao Dương cười, chảm thảo tận gốc. Rồi nói tiếp, ngươi sẽ không đồng tình chứ? Tất nhiên là không. Hoàng thượng làm đúng, phải dọn dẹp sạch sẽ Diệp Gia và Lô Gia để triều đình được an ổn. Nhưng, nàng nhìn Diệp Hồng Quang, đứa nhỏ này vốn không liên quan đến những việc làm của Diệp Mậu Xuân. Nếu có lỗi, chỉ vì họ Diệp và sinh ra ở phủ thừa tướng. Hãy để hắn lại đây theo dõi, chờ xem tình hình sau khi tỉnh lại. Nếu có thể, ta hy vọng có thể thương lượng với hoàng hậu một chút về việc này. Ngươi thật kỳ lạ, Cao Dương khó hiểu, vì sao lại nhân từ với thiếu gia cô đơn của Diệp gia, trong khi ở Minh Tề, ta chưa từng thấy ngươi có lòng tốt như vậy. Diệp gia tiểu thiếu gia này có gì đặc biệt mà khiến ngươi đối xử khác biệt? bởi vì khuôn mặt của hắn thẩm diệu cười khuôn mặt cao dương nhìn diệp hồng quang một lúc lâu không thấy gì đặc biệt liền lắc đầu không hiểu không hiểu thì thôi thẩm diệu nói tóm lại không phải chuyện quan trọng hiện nay nàng hạ giọng tạ cảnh hành sẽ xuất trinh minh tề cao dương quay lại nhìn thẩm diệu như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng im lặng ta biết ngày này sẽ đến nhưng không ngờ nó đến nhanh như vậy hắn nói là ở nhữ dương nhưng nhữ dương chuyện tình đã xử lý xong dù có còn lại thế lực nhỏ cũng không nhất thiết phải đích thân hắn xử lý trái lại tình hình ở lũng nghiệp lại rất quan trọng mà hắn không có mặt hơn nữa việc đối phó diệp ra quá đột ngột hoàng thượng có phải không tốt không kỳ thật ta có thể nói dối để an ủi ngươi nhưng nghĩ rằng nói dối không qua được ngươi còn có thể khiến ngươi thêm khó chịu cao dương nói ngươi nói đúng hoàng thượng không khỏe thân vương đã nói với ngươi về chiếu thư truyền môi nay hoàng thượng đang dặn dò tâm phúc muốn chọn một số người đi theo thân vương đến minh tề hắn dừng lại rồi nói tiếp hoặc là không phải minh tề tin tức từ định kinh thành đã báo về phó tu nghi đã đạt thỏa thuận với hoàng đế tần quốc chủ động tấn công đại lương nếu chiếm được đại lương sẽ chia đôi Hắn tham vọng lớn, không sợ nghẹn chết. Thẩm Diệu cười lạnh, phó tu nghi có quyền thế rồi thì tham vọng càng lớn. Trước đây không phải hắn tỏ ra cung kính với đại lương sao, nay kết minh với tần quốc lại dám sinh lòng dã tâm. Hắn không hẳn là cuồng vọng. Cao Dương cười cười, nhưng nụ cười đó mang theo vài phần nghiêm trọng. Trước đây Lô Gia tranh chấp với Hoàng Thất, dù Lô Gia bị diệt, nhưng Hoàng Thất cũng không hoàn toàn vô sự, tinh lực cũng hao tổn nay đại lương binh lực so với tần quốc liên minh cũng không tranh lệch bao nhiêu sẽ cần đối đầu trực diện quan trọng nhất là phó Tô nghi biết bệnh tình của hoàng thượng nên có thể làm xáo trộn sĩ khí của chúng ta trận chiến này dù ta tin tưởng thân vương cũng không hề đơn giản cao dương nói ta chưa từng nghĩ rằng trận chiến này sẽ đơn giản thẩm diệu buồn bã đánh giặc chưa bao giờ dễ dàng thân vương sẽ dẫn binh nhưng Minh Tề đã bắt đầu hành động trước, gây rối tại biên giới. Hiện tại chỉ là những cuộc xung đột nhỏ, nhưng không bao lâu nữa, chắc chắn họ sẽ chính thức tuyên chiến. Thần Vương không có nhiều thời gian, vì vậy gần đây luôn bận rộn chuẩn bị. Không muốn nói cho ngươi biết có lẽ vì sợ ngươi lo lắng. Thẩm Diệu im lặng một lúc, rồi nói, "Ta hiểu." "Như vậy, ngươi sẽ theo hắn đi Minh Tề sao?" Cao Dương hỏi. Thẩm Diệu nghiêng đầu, cười nhẹ, ta có thể sao? Tại sao không thể? Thẩm Diệu nhìn về phía trước, bình thản nói, hoàng thượng bệnh tình không biết khi nào sẽ trở nặng, trận chiến này không biết khi nào mới kết thúc. Nếu lúc đó có chuyện bất chắc, chắc chắn sẽ cần truyền chiếu thư truyền ngôi. Hoàng hậu không thể rời khỏi quốc thổ, bởi vì phải có trách nhiệm với dân chúng. Ta không vĩ đại như vậy, nhưng cũng không muốn để lại cho hắn danh hôn quân. Về danh dự, hắn đã chịu đủ thiệt thòi. Vậy nên, Giang Sơn Đại Lương, ta sẽ thay hắn giữ vững một thời gian. Hai ngày sau khi Diệp Mi và Diệp Khác trốn thoát, Vĩnh Nhạc Đế tuyên bố Diệp gia cấu kết với Lô Chính Thuần và tham gia vào cuộc mưu phản, ra lệnh tiêu diệt toàn bộ gia tộc Diệp gia. Việc đối phó với Diệp gia dễ dàng hơn so với Lô gia, vì Lô gia là trụ cột của Diệp gia. Khi Lô gia sụp đổ, Diệp gia cũng không thể gượng dậy nổi dù diệp mậu xuân có nhiều người ủng hộ và tùy tùng nhưng dưới sự cứng rắn và quyết đoán của vĩnh nhạc đế ai nấy đều sợ hãi và không dám hành động bừa bãi như trước diệp mậu xuân bị vĩnh nhạc đế kết tội và xử trảm tại ngọ môn thẩm diệu đã trao cho hiền đức hoàng hậu những tài liệu liên quan đến hoàng thất mà diệp mi đã đánh cắp diệp mậu xuân đã âm thầm thực hiện nhiều hành động để kiểm soát hoàng thất và những tài liệu này trở thành bằng chứng quan trọng để buộc tội diệp ra việc xử trảm diệp mậu xuân tại ngọ môn đã khiến hoàng gia lập uy lớn. Trong khi đó, mặc vũ quân theo dõi diệp mi và kim tinh minh, không có tin tức truyền về, cho thấy họ trốn thoát thuận lợi. Đa số mọi người tin rằng Diệp Mi và Diệp Khác đã chết tại vực sâu khi lẩn trốn trong đêm tối. Dù quan binh tiếp tục tìm kiếm, nhưng không ai phát hiện ra dấu vết của họ. Chỉ có Diệp Hồng Quang còn sống. Thẩm Diệu đã chỉ đạo Mạc Kình theo dõi tình hình, nhưng Diệp Hồng Quang vẫn chưa tỉnh lại. Cao Dương cho biết việc Diệp Hồng Quang có thể tỉnh lại hay không phụ thuộc vào chính cậu, có thể cậu sẽ mãi mãi nằm mê man như vậy. Tạ cảnh hành trở về vào một đêm mưa. Trong căn phòng, Thẩm Diệu đang đọc sách dưới ánh đèn, tiếng mưa rơi nhẹ nhàng trên cửa sổ tạo nên một không khí xe lạnh của mùa thu. Khi tạ cảnh hành bước vào, quần áo anh ướt sũng, Thẩm Diệu ngạc nhiên nhìn anh, Khóe môi anh nhếch lên, tiến đến bên cô và nhẹ nhàng nắm lấy mặt cô, "Ta phu nhân thay đổi rồi, trở nên ngơ ngác hơn." Thẩm Diệu đẩy tay anh ra, "Sao bây giờ ngươi mới về? Không một lời nhắn nhủ gì cả." Tạ Cảnh Hành đã đi nhiều ngày mà không gửi một lá thư, khiến Thẩm Diệu không khỏi tức giận. Ít nhất cũng nên báo bình an, nhưng cả phủ đều không biết anh ở đâu, làm người ta lo lắng không yên. Tạ Cảnh Hành cười ta sợ rằng nếu nói chuyện với ngươi, ta sẽ không kiềm chế được mà muốn trở về ngay. Nhưng Hoàng Huynh có việc cần giải quyết, nên ta phải chậm trễ. Nếu biết phu nhân nhớ nhung ta đến vậy, ta đã trở về sớm hơn. Ngươi rõ ràng đã trở lại. thẩm diệu vẫn chưa hết giận. Tạ cảnh hành giả bộ hiên ngang, để bồi thường cho phu nhân, hôm nay ta sẽ nghe theo ngươi, tuyệt không chống cự. Thẩm Diệu cười, ngươi bị làm sao vậy? tạ cảnh hành thấy cô cười mới nói hống rồi mới tốt ta nghe nói ngươi đã để diệp mi trốn thoát không phải để nàng trốn thoát thẩm diệu nói nàng muốn đi minh tề còn trộm những tài liệu liên quan đến đại lương định dùng chúng để đầu nhập vào quý nhân minh tề ta đã đổi những tài liệu đó và thêm vào một số bản đồ binh phòng giả có thể giúp nàng thăng tiến ai biết được nàng còn có thể trở thành hoàng hậu minh tề Tạ cảnh hành hiểu ra và cười, chiêu này của phu nhân thật độc đáo. Diệp Mi sẽ mang những tài liệu quý giá này tìm đến quý nhân minh tề. Quý nhân sẽ dùng chúng để đổi lấy công lao với phó tu nghi, mà không biết rằng những tài liệu này đều là giả. Nếu phó tu nghi dựa vào chúng để hành động, sẽ không biết mình đã bị lừa. Thầm diệu nhướng mày, ta chính là độc phụ, thì sao? Rất tốt, tạ cảnh hành thản nhiên, ta thích độc phụ ta đã sao chép lại những tài liệu này, sau sẽ giao cho ngươi. Khi chiến tranh với Minh Tề xảy ra, chúng sẽ giúp ngươi biết được hành động của đối phương, làm ít mà công to." Thẩm Diệu nói, "Tốt nhất là ban đầu cho phó tu nghi chút lợi ích, khiến hắn tin tưởng rồi dần dần sử dụng để lừa hắn." Tạ Cảnh hành cười, "Ngươi quả là lợi hại." "Khi nào khởi hành?" Thẩm Diệu hỏi. Tạ Cảnh hành im lặng một lúc rồi nói, "Ngươi biết rồi sao?" Ngươi nghĩ có thể giấu được ta lâu sao?" Thẩm Diệu thở dài, thấy Tạ Cảnh Hành không trả lời, nàng mỉm cười, rót một ly trà đưa cho anh, "Lấy trà thay rượu, ta chúc ngươi thuận buồm xuôi gió." Tạ Cảnh Hành giật mình, nhận ly trà, nhìn Thẩm Diệu, "Nếu ngươi thắng, sau khi trở về, nhớ cho ta một điều ước." Nàng nói, "Ngươi muốn điều ước gì?" Tạ Cảnh Hành nhướng mày, trong mắt tràn đầy ý cười thẩm diệu suy nghĩ tạm thời ta chưa nghĩ ra khi nào nghĩ được ta sẽ nói cho ngươi được thôi tạ cảnh hành đánh một cái vang chỉ ta cũng có một điều ước ngươi hiện tại phải thỏa mãn ta là gì hắn đột nhiên bế thẩm diệu lên vai bước về phía sau theo ta tắm rửa một cái thẩm diệu hoa trong vị ương cung đã héo tàn nhiều những bông hoa từng nở rộ rực rỡ vào mùa xuân và mùa hè giờ đây vào mùa thu từng cánh một tàn úa trông thật thê lương tuy nhiên các cung nữ đã tìm thêm một số hoa cúc những bông hoa lớn màu tím trắng và vàng như những tia sáng nhẹ nhàng trong sự lạnh lẽo của mùa thu làm tan bớt chút u ám nhưng mùa thu vốn dĩ tiêu điều mấy chậu hoa có thể thay đổi được bao nhiêu mưa thu nhẹ nhàng bay vào có chút nước trôi giạt vào trong phòng đào cô cô đóng cửa sổ rồi chăm chút vào lò lửa nhỏ sau đó nhẹ nhàng lui xuống vĩnh nhạc đế bán ỉ trên tháp thật ra hắn rất tuấn mỹ nhưng thường ngày luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng không có biểu cảm gì nhiều vì thế sự tuấn mỹ ấy cũng bị người khác xem nhẹ mọi người chỉ thấy đế vương lạnh lùng tâm cơ thâm trầm và thủ đoạn tàn nhẫn nhưng rút đi thân phận đế vương tạ uyên rốt cuộc là người như thế nào thật ra không ai biết có lẽ chỉ có hai người là ngoại lệ. Một người là Duệ Thân Vương Tạo Uyên, người kia là Hiển Đức Hoàng Hậu. Từng có kính Hiền Thái Hậu hiểu rõ hắn, nhưng nay bà đã mất, nói thêm cũng vô ích. Hiển Đức Hoàng Hậu đang ngâm trà lại. Những bông hoa đã được chôn dưới tán cây từ mùa đông năm trước, thêm một chút mật ong, lửa nhỏ chậm chậm làm nóng, hương thơm nhẹ nhàng từ từ tỏa ra. Cùng với một đĩa bánh quế hoa mới ra lò từ ngự trù phòng còn nóng hổi, ngọt ngào, khiến người ta cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Hiền Đức Hoàng hậu chọn một chén trà nhỏ, đưa cho Vĩnh Nhạc Đế. Năm trước Nô Tì và Thu Thủy cùng hái hoa lại dưới tuyết đầu mùa, Hiền Đức Hoàng hậu nhấp một ngụm, cười, thật ngọt. Năm nay khi tuyết rơi, Nô Tì lại đi hái, Hoàng thượng nếu thích, cũng có thể đến xem. Vĩnh Nhạc Đế nhìn nàng, một lát sau mới nói, nếu đông năm nay chẫm còn tại, sẽ cùng ngươi đi." Hiền Đức hoàng hậu tay run lên, một giọt nước trà đổ ra, rơi lên mấu bàn tay, đau đớn khiến nàng kêu lên một tiếng. Vĩnh Nhạc đế thấy thế, liền lấy khăn tay bên cạnh, nắm lấy tay nàng, vừa lau vừa trách, như thế nào lại không cẩn thận như vậy. Nước chưa khô hết, lại càng làm ướt thêm. Hiền Đức hoàng hậu khóc. Nước mắt nàng rơi trên mấu bàn tay, nóng ấm. Như so với nước trà còn nóng hơn. Nàng nói, hoàng thượng tội gì nói những lời đau lòng như vậy, khiến nô tỳ thương tâm. Vĩnh nhạc đế dừng lại, nhìn nàng, tinh trinh. Từ khi nô tỳ tiến cung, vị trí hoàng hậu này, tọa cũng hiểu rõ nhiều điều. Cái gì biết nói, cái gì không biết, đều rất rõ. Hoàng thượng làm gì, nô tỳ cũng không oán hận. Nhưng ngay cả đến lúc này, hoàng thượng cũng muốn đối xử với ta như vậy sao? Giọng nàng mang đầy lên án, nhưng vẫn bình tĩnh, như dù trong lòng đầy ủy khuất, cũng không thể phát hòa với vĩnh nhạc đế. Nàng nói, Hoàng thượng không nên để ta đến phút cuối cùng phải giữ thanh tỉnh, nhưng Hoàng thượng chẳng lẽ không biết thanh tỉnh có bao nhiêu đau. Vĩnh nhạc đế dừng rất lâu. Cuối cùng, hắn lại cầm khăn tay, lau nước mắt trên mấu bàn tay của hiện đức hoàng hậu, nói, tinh trinh, chẫm đời này xin lỗi nữ nhân, ngoài mẫu hậu ra, Ngươi là người duy nhất. Ngươi là người duy nhất có thể đứng bên cạnh Trẫm. Thanh tỉnh tư vị, Trẫm rất rõ ràng, Trẫm không có lựa chọn nào khác. Hiền đức hoàng hậu nhìn chằm chằm vào ly trà lại, nói, "Hoàng thượng đã quyết định rồi sao?" "Trẫm quyết định." Mẫu hậu năm đó cũng từng nói qua, Thiên hạ Giang Sơn, anh hùng xuất hiện lớp lớp, Trẫm làm không được anh hùng, nhưng khi còn sống, có thể giữ cho đại lương đến nay hiểu rõ lô và diệp ra đã thấy đủ còn lại cần nhờ tạo uyên đi tiếp sau này trẫm không quản được nhưng trẫm hy vọng như lời mẫu hậu nói đại lương phồn thịnh thiên hạ thanh bình giang sơn đế vị kéo dài vĩnh viễn Tình trinh vĩnh nhạc đế thở dài trẫm không biết khi nào sẽ ngã xuống cũng không biết khi nào tỉnh lại nếu đến ngày đó trẫm công đạo chuyện của ngươi ngươi nhất định phải làm được sau này ngươi phải sống tốt cuộc đời của mình thanh tỉnh cũng được hồ đồ cũng được chỉ cần ngươi vui vẻ hiền đức hoàng hậu cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve chén trà sau rất lâu mới nhìn vĩnh nhạc đế trên mặt nở một nụ cười bệ hạ còn nhớ lần đầu tiên gặp nô tì nô tì nấu trà lại cho bệ hạ uống khi đó mẫu thân hiền đức hoàng hậu mang nàng vào cung gặp kính hiền thái hậu kính hiền thái hậu tìm thê tử cho vĩnh nhạc đế ngày đó cũng có nhiều tiểu thư khác ra thế cao quý, cầm kỳ thi họa, tỏ vẻ trước vĩnh nhạc đế, chỉ vì cái vị trí cao cao tại thượng kia. Hàng ngày, nàng ngồi lặng lẽ ở một góc, mỉm cười nhẹ nhàng, như thể mọi chuyện xung quanh chẳng liên quan gì đến nàng. Dù là ngôi vị hoàng hậu cao quý hay vị đế vương phong thần tuấn lãng, tất cả đều không lọt vào mắt nàng. Kính hiền thái hậu bèn hỏi nàng có tài nghệ gì đặc biệt. Lúc đó, hiền đức hoàng hậu đáp rằng thần nữ ngu dốt không có sở trường tài nghệ gì đặc biệt chỉ thỉnh thoảng ở nhà pha trà cho phụ huynh phụ huynh đều khen ngon các tiểu thư khác nghe vậy đều tỏ vẻ khinh thường pha trà vốn là việc của hạ nhân một thiên kim tiểu thư không biết luyện chút tài nghệ gì mà chỉ biết pha trà chẳng khác nào biến mình thành hầu gái kính hiền thái hậu lại rất hài lòng sau đó kính hiền thái hậu nói với vĩnh nhạc đế ai ra thấy tinh trinh đứa nhỏ này rất tốt pha trà có thể xem phẩm tính nàng ổn trọng tâm tính bình thản có thể cùng ngươi dắt tay cả đời dù là sóng to gió lớn hay dòng nước chảy xiết nàng đều vui vẻ chịu đựng điều này rất quý giá và khó tìm vĩnh nhạc đế nhớ lại lời kính hiền thái hậu nhìn thoáng qua hiền đức hoàng hậu hiền đức hoàng hậu nhẹ nhàng thổi những cánh hoa nổi trên mặt chén trà từ khi hiền đức hoàng hậu tiến cung bao năm qua quả nhiên như lời kính hiền thái hậu nói nàng thật sự là một người tâm tính bình thản chưa bao giờ hỏi nhiều cũng không lắm chuyện chỉ lặng lẽ ngồi dù thời gian trôi qua nàng vẫn như lúc ban đầu ngồi ở góc sáng sủa cầm chén trà nhỏ khẽ mỉm cười sóng gió cuộc đời cũng không làm thay đổi hiền đức hoàng hậu nhận thấy ánh mắt của vĩnh nhạc đế mỉm cười hoàng thượng hôm nay chúng ta đừng nghĩ đến chuyện khác. Mùa thu đã đến, hãy cùng nhau trải qua một ngày bình thường, uống trà, chơi cờ, đàn hát, viết chữ, được không? Hào, vĩnh nhạc đế gật đầu. Hắn đồng ý nhanh chóng, nét mặt vốn thường lạnh lùng cũng hiện lên chút ý cười, làm hiển đức hoàng hậu bất ngờ. Nhận ra điều đó, như sợ vĩnh nhạc đế đổi ý, nàng vội vàng đứng dậy, vậy nô tỳ đi lấy hộp ngọc quân cờ mà cảnh hành tặng cảnh hành đã tặng, hoàng thượng không nên để uổng phí. Vĩnh nhạc đế buồn cười, để đào cô cô đi lấy là được. Nàng không biết chỗ cất. Hiền đức hoàng hậu nói, nô tỳ đã giấu. Hoàng thượng ở đây chờ nô tỳ. Nàng nhấp váy, chạy nhanh ra ngoài. Hiền đức hoàng hậu từ trước đến nay luôn tĩnh lặng nhu hòa, rất hiếm khi thấy nàng như vậy, thật ra lại hiện ra vẻ đẹp hiếm có thường ngày. Vĩnh nhạc đế nhìn nàng, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hắn khẽ cau mày ho khan vài tiếng lấy từ tay áo ra một chiếc khăn tay che miệng sau một lúc lâu mới lau sạch không có gì nhìn thấy được nhưng khi nắm khăn tay trong lòng bàn tay một vệt đỏ rực lộ ra hắn dừng lại thu khăn tay vào tay áo nhìn hiền đức hoàng hậu chạy nhanh quay lại với hộp quân cờ hắn mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra thời gian trôi qua yên bình bình yên như dòng nước chảy đều không hề có biến cố nào sau những biến động lớn tất cả đều trở lại yên ổn và hòa bình tạ cảnh hành và thẩm diệu những ngày này đều ở lũng nghiệp ban ngày đi dạo xung quanh hoặc ở trong phủ viết chữ đánh đàn đôi khi tạ cảnh hành cùng cao dương luyện võ thẩm diệu cùng la đàm nghiên cứu chuyện khác đêm đến họ cùng nhau thảo luận binh pháp tạ cảnh hành giỏi công thẩm diệu giỏi phòng hai người tranh luận tính kế rất hợp nhau tạ cảnh hành bá đạo không ưa những kế hoạch dây dưa nhưng thẳng thắn đôi khi cũng mang đến rủi ro mỗi khi tranh luận tạ cảnh hành thường vỗ bàn quyết định thẩm diệu không muốn tranh cãi đến nửa đêm hắn lại lặng lẽ trở về giường thẩm diệu thường mỉa mai tạ cảnh hành liền đặt nàng dưới thân dùng cách khác để trừng phạt ngày tháng yên bình trôi qua nhưng tất cả đều biết rõ rằng đó chỉ là tận hưởng chút bình yên trước khi chiến tranh đến khi chiến tranh nổ ra chia lìa là tất yếu và những ngày này sẽ là ký ức để lại ngày đó cuối cùng đã đến minh tề vào một đêm mưa lớn tấn công biên giới phía bên kia thủ vệ binh nhóm phát động tập kích đồng thời tần quốc tấn công từ thủy lộ đổ bộ vào các làng trài ở phía bắc tiến sâu vào đất liền phát động cuộc xâm lược chiến tranh nổ ra. Minh Tề và Tần Quốc không kìm được tham vọng, cuối cùng cũng gióng chống khua chiêng, chứng tỏ sự tự tin của họ. Đại lương sẽ chiến đấu hay không? Tất nhiên là chiến đấu. Duệ thân vương xin ra trận, Vĩnh Nhạc Đế tự mình phong làm đại tướng, điểm binh 30 vạn, dẫn quân xuất chinh. Đây không chỉ là cuộc phản công đối với kẻ xâm lược, mà còn là quyết tâm phá vỡ cục diện lịch sử kéo dài giữa ba quốc gia đẩy bánh xe lịch sử tiến lên. Anh hùng tranh giành thiên hạ, thế cục biến đổi, nhân tài xuất hiện. Từ xưa, loạn thế sinh anh hùng, chiến tranh cũng như vậy. Dân chúng đại lương không giảm khí thế, dù ban đầu hoảng sợ, nhưng thấy hoàng thất vững như Thái Sơn, thân vương ra trận, lòng dũng cảm trỗi dậy, không còn sợ hãi gì nữa. Ngày xuất chinh đã định vào ngày mai. La Đàm nhìn Cao Dương, trong những ngày ở Đại Lương, Nàng đã trải qua không ít chuyện cùng Thẩm Diệu. Giữa nàng và Cao Dương từng có hiểu lầm, nhưng sau đó đã giải quyết. Cao Dương tuy thường đùa cợt, nhưng đối xử với nàng rất tốt, coi như một người bạn tốt. La Đàm ban đầu dự định theo Cao Dương trở về Minh Tề vì nàng trước đây lén theo Thẩm Diệu đến Đại Lương. Nay, khi Phó Tu Nghi bắt đầu đối phó Thẩm gia, cũng không buông tha La gia, La Đàm muốn ở lại giúp đỡ gia đình. Nhưng La tùy gửi thư khuyên nàng ở lại Minh Tề. Thứ nhất, La Đàm trở về cũng không giúp ích được gì, còn có thể bị liên lụy. Thứ hai, Thẩm Diệu cần có người bên cạnh để hỗ trợ. La Đàm quyết định ở lại Lũng Nghiệp cùng Thẩm Diệu. Nhìn Cao Dương Thu xếp đồ đạc, nàng thấy hắn cẩn thận đóng gói y thuật và dược vật, từng món được cất trong dương, nhờ người nâng ra ngoài. La Đàm ngồi im lặng quan sát. Khi Cao Dương Thu xếp xong, nhìn thấy la đàm vẫn dõi theo hắn không khỏi thắc mắc ngày thường chúng ta hay cãi nhau hôm nay sao lại im lặng thế tâm trạng không tốt à ngày mai ngươi đi rồi la đàm nói trên đường nhất định phải bảo vệ tốt thân vương cao dương bật cười ta bảo hộ hắn e rằng hắn bảo hộ ta thì có ngươi là thủ hạ của hắn mà la đàm đáp xoay người cố giấu sự lo lắng đương nhiên ngươi cũng phải tự bảo trọng cao dương ngạc nhiên rồi cười khẽ la đàm thường hay chọc ghẹo nhưng hôm nay lại nói lời quan tâm cao dương bước tới gần trêu chọc nhiều chú ý chú ý cái gì hắn tiến gần nụ cười vẫn có chút bỡn cợt la đàm đỏ mặt đẩy hắn ra bực tức chú ý đừng có chết ta chết ngươi không vui à cao dương lắc lắc cây quạt ngươi sẽ có cả cao phủ Hạ nhân tùy ngươi sai bảo, vàng bạc châu báu mặc sức dùng, còn có cửa hàng điền trang." La Đàm ngắt lời, "Ai thèm mấy thứ đó? Nhà La gia của ta cũng không thiếu. Hơn nữa, ngươi nghĩ ta ngốc sao? Đây đều là của Cao gia, sao lại về ta? Ngươi điên rồi." Cao Dương nói, "Ngươi không biết sao? Biết gì?" La Đàm nghi ngờ, "Hay là cha ta tặng ngươi? Ngươi là người của cha ta?" cha ta phái ngươi giám sát ta cao dương im lặng một lúc lâu rồi thở dài gõ nhẹ chán nàng ngươi ngày thường khôn khéo sao lúc này lại ngốc vậy ngươi nói rõ ràng đi la đàm dục cao dương đặt ngón tay lên môi nàng ra hiệu im lặng ta và ngươi có quan hệ gì tự ngươi suy nghĩ chờ ta trở về thì nói cho ta biết hắn đặt một cuốn y thuật lên đầu nàng giờ giúp ta thu xếp cái này rồi xoay người tiếp tục công việc. La Đàm nhìn hắn, thầm bực mình nhưng lại ngoan ngoãn làm theo. rốt cuộc xong chưa? gần xong rồi. ái, đau quá. chỉ còn một chút nữa thôi. đừng lo, ta nhẹ nhàng. ngoài cửa, Tổng Dương, Mạc Kình, Kinh Chập và Cốc Vũ đều đỏ mặt. Kinh Chập nói: "A, à, ta quên đo quần áo, để ta đi đo lại." Cốc Vũ nhanh chóng nói ta đi giúp tòng dương cũng góp lời ta đi phơi chăn mạc kinh gật đầu lia lịa bốn người tức thì rời đi tán chỉ có thiết y ngồi trên cây dáng người nguy nga bất động như núi trong phòng tạ cảnh hành bất đắc dĩ đỡ chán thẩm rượu cuối cùng cũng buộc xong sợi dây thừng vừa lòng vỗ tay xong rồi tạ cảnh hành nhìn cổ tay đầy dây thừng màu đỏ thật sự có chút đau đầu hắn không hiểu sao lại bị buộc nhiều dây thế này. Thẩm Diệu cười tươi, nhiều thế này, làm sao mà đứt được. Hắn chưa kịp nói, Thẩm Diệu đã ngồi vào lòng hắn, khiến tạ cảnh hành giật mình. Trong phòng ngập mùi rượu, Thẩm Diệu mặt đỏ bừng, xinh đẹp như hoa, cười tươi tắn, hai tay ôm mặt hắn, chụt, một cái hôn lên má hắn. Tạ cảnh hành vẫn giữ vẻ bình tĩnh, dù Thẩm Diệu đã hôn hắn hàng chục lần kể từ khi uống say chỉ cần thẩm rượu uống rượu một con người hoàn toàn khác hiện ra có thể nói nàng biến thành một nữ tử háo sắc không kiềm chế được đường đường là duệ thân vương từ khi lớn lên đã gặp vô số nữ nhân vô tình hay cố ý quyến rũ nhưng chỉ có một người duy nhất khiến hắn phải ngả mũ đó chính là nàng người tỉnh táo thì lạnh lùng nhưng khi say lại hoàn toàn khác biệt này gã trai lơ này thật không tệ thẩm rượu nói có thể làm hoa khôi. Tạ Cảnh Hành mặt không biến sắc nhìn nàng hồi lâu, mới đáp, "Cảm ơn phu nhân đã khen." Thẩm Diệu vừa lòng, nói, "Thưởng ngươi chút bạc, cầm mà mua quần áo đi." Nàng mò mẫm trong tay áo, lấy ra một vật và ném vào tay Tạ Cảnh Hành. Đó chính là ngọc bài mà Tạ Cảnh Hành đã tặng nàng ở Minh Tề. Tạ Cảnh Hành còn chưa kịp nhìn rõ, Thẩm Diệu đã nhanh chóng rút lại, nói, "Không lấy nhầm rồi, đây là của phu quân ta. Phu quân, hắn nhướng mày, ngươi còn nhớ ngươi có phu quân sao? Thẩm diệu nhìn hắn, nhớ chứ, phu quân ta đẹp hơn ngươi. Tạ cảnh hành, nhưng hắn phải xuất trinh. Nàng chôn đầu vào vai tạ cảnh hành, tìm tư thế thoải mái và nói trong cơn mê man, cho nên ta uống say, để khi hắn đi ta vẫn còn say, không phải nhìn thấy hắn rời đi tại sao không muốn nhìn thấy hắn tạ cảnh hành nhíu mày giọng nàng mờ dần vì không muốn hắn xa vào tình cảm nữ nhân nhưng nếu ta thấy hắn đi ta sẽ luyến tiếc nói xong lời cuối nàng đã rơi vào giấc ngủ nặng nề tạ cảnh hành cười nhẹ cuối cùng lại thu hồi nụ cười cúi đầu nhìn nữ nhân trong lòng rồi nhẹ nhàng nói thật ra ngươi có thể tùy hứng một chút thầm diệu không trả lời Hắn bế nàng đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận, nắm lấy tay nàng, ngồi bên giường không làm gì khác, chỉ ngắm nhìn nàng ngủ, như thế đã đủ thỏa mãn. Gần sáng, thiết y ngoài cửa gõ nhẹ, chủ tử, đã đến giờ xuất phát. Hắn dừng lại một chút, cúi xuống hôn nhẹ lên chán nàng, rồi nhanh chóng rời đi. Sau khi cửa đóng lại, thầm diệu từ từ mở mắt. Luyến tiếc luyến tiếc không muốn tỉnh táo để thấy hắn rời đi nhưng cũng luyến tiếc bỏ lỡ giây phút này ly biệt luôn là một chuyện đau lòng và không dễ chịu mong sao hắn rời đi không gánh nặng và trở về như một anh hùng bên ngoài tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng mà ổn định dễ dàng nhận ra tiếng bước chân ấy tiếng bước chân dừng lại ngoài phòng nàng một lúc rồi dần dần đi xa bóng đêm dài cũng sẽ qua Bình minh rồi sẽ tới, một ngày mới bắt đầu. Nàng không biết mình đã nằm bao lâu, mới ngồi dậy, chờ đợi thật lâu, đến khi kinh chập mang chậu nước vào, thấy nàng ngồi trầm tư trên giường, kinh ngạc, phu nhân tỉnh rồi. Ừ, nàng đáp, ta muốn vào cung một chuyến. Chương 231, đại kết cục cố nhân về. Tả cảnh hành đi chưa đầy 10 ngày, nhưng thời gian trôi qua như thể chậm hơn khi có hắn ở đây duệ thân vương phủ vẫn là nơi quen thuộc nhưng không còn cảm giác như xưa khi thiếu vắng một người mặc vũ quân để lại một số vệ sĩ để bảo vệ phủ còn thiết y đã cùng tả cảnh hành ra đi cao dương cũng theo chân còn quý phu nhân dù muốn giữ lại quý vũ thư nhưng không được dù là con trai duy nhất quý vũ thư lại để lại một lá thư rồi tham gia quân đội khi quý phu nhân phát hiện và muốn ngăn cản quý đại nhân đã ngăn lại nói rằng quý vũ thư cần phải rèn luyện tâm trí thành lũng nghiệp giờ đây như trở nên vắng vẻ khi hầu hết những người thân thiết với thẩm diệu đều đã ra đi. Cao Dương đi rồi, để lại một người sư đệ đến xem bệnh cho Diệp Hồng Quang. Nhưng Diệp Hồng Quang vẫn chưa tỉnh lại, vẫn ngủ mê man. Là đàm dường như trưởng thành nhiều hơn chỉ trong một ngày, không còn cả ngày chạy khắp nơi, mà dừng lại quan tâm đến tình hình minh tề. Ban đầu, nàng lo lắng về cuộc chiến giữa Đại Lương và Minh Tề, nhưng sau khi thẩm diệu kể cho nàng nghe mọi chuyện về Minh Tề, Phó Tu Nghi, Văn Huệ Đế và áp lực lên gia đình La, nàng dần trở nên trầm lặng. Cuối cùng, nàng cũng không nói gì thêm. Ngày tháng trôi qua bình lặng, dân chúng lũng nghiệp không tỏ ra bối rối hay lo lắng. Có lẽ họ tin tưởng vào các tướng sĩ xuất trinh, hoặc đã quen với cảnh Thái Bình nhiều năm. Thẩm Diệu hiện giờ giao tình rất tốt với các quý phu nhân trong thành. Điều này cũng nhờ vào sự khéo léo của nàng trong việc xây dựng mối quan hệ. Các quý phu nhân này rất thông minh, hiểu rằng Lô Gia và Diệp Gia đã biến mất, và giờ đây Hoàng Thất đang nắm quyền, họ cần phải tranh thủ lấy lòng Thẩm Diệu. Mấy ngày nay, Thẩm Diệu thường xuyên vào cung thăm Hiền Đức Hoàng Hậu. Nàng thích trò chuyện với Hiền Đức Hoàng Hậu, một người phụ nữ tài hoa. Cả hai có nhiều điểm chung và mỗi lần trò chuyện, thời gian dường như trôi qua rất nhanh. Một ngày nọ, Thẩm Diệu chuẩn bị xuất môn vào cung thăm Hiền Đức Hoàng Hậu. Trời thu càng về sau càng lạnh, đường thúc mang vào một chén sữa dê, Ước chừng do tạ cảnh hành đi rồi, đường thúc nhàn dỗi không việc gì làm nên nghĩ cách chăm sóc thẩm diệu. Ông nói, chủ tử nếu thấy phu nhân gầy đi, nhất định sẽ trách mắng lão nô. Làm chút đồ ăn ngon cho phu nhân, cũng tốt cho sức khỏe. Kinh chập nói, sữa dê thơm quá. Đây là sữa dê tốt, làm canh cũng phải thơm ngon, đường thúc đáp. Phu nhân uống chén này rồi đi, sẽ không bị cảm lạnh. Thẩm diệu cảm ơn đường thúc và nâng bát lên uống một ngụm nhưng vừa uống vào, nàng cảm thấy dạ dày khó chịu và suýt nữa nôn ra. Nàng buông bát, che miệng và cau mày. Kinh chập và cốc vũ hốt hoảng, đường thúc vội hỏi, phu nhân sao vậy? Thẩm rượu lắc đầu, có lẽ đêm qua bị cảm lạnh, mùi sữa dê làm ta cảm thấy khó chịu. Ta không thể uống nổi. Vậy để ta làm thuốc cho phu nhân, đường thúc trầm ngâm. Phu nhân nên nghỉ ngơi, chờ chút nữa phòng bếp sẽ làm món canh nhẹ. Thẩm rượu gật đầu, khoác áo choàng và nói với kinh chập, cốc vũ, đi thôi. Mạc Kinh và Tòng Dương đã chuẩn bị xe ngựa sẵn sàng bên ngoài. Họ không đi theo tả cảnh hành đến Minh Tề, vì lũng nghiệp vẫn còn nhiều việc cần họ lo liệu. Họ võ công cao cường, và Thẩm diệu thấy họ rất hữu dụng, nên để họ ở lại lũng nghiệp. Khi vào cung, Hiền Đức Hoàng hậu đang chờ nàng tại vị ương cung, cười nói, hôm nay ngươi đến trễ. Trước khi đi gặp ngươi có chút trục trặc, Thẩm diệu cười đáp, rồi hỏi, bệ hạ dạo này sức khỏe thế nào? Cũng không tệ, hôm qua còn đi dạo cùng ta trong vườn. Nhưng, Hiền Đức hoàng hậu cười khổ, có lẽ hắn lừa ta, luôn giấu ta mọi chuyện. Thẩm Diệu khuyên ngủ, bệ hạ chỉ sợ ngươi lo lắng, nương nương đừng lo nghĩ nhiều, chỉ cần yên tâm là được. Đúng vậy, Hiền Đức hoàng hậu cười nhẹ, không nói chuyện này nữa. Hôm qua ta nhận được lá trà mới, trong phòng bếp còn làm bánh hoa quế. Sách cổ ghi rằng tiền triều văn nhân thường bỏ lá trà vào bánh hoa quế, phối hợp với trà, rất thú vị. Hôm nay nghĩ ngươi đến, ta đã vào bếp làm thử. Hoàng thượng biết chắc sẽ cười ta, nhưng ta liền đến đây tìm ngươi. Nương nương thật đề cao thần phụ quá, thẩm diệu mỉm cười đáp, thần phụ xuất thân võ tướng, từ nhỏ đã thô kịch, những việc phong nhã này, thần phụ thực sự không hiểu biết. Người khiêm tốn quá, hiền đức hoàng hậu trách nhẹ, trong lũng nghiệp, những văn nhân tự nhận học thức đầy mình cũng không có kiến thức sâu rộng như ngươi. Nếu ngươi cho rằng mình thô kịch, chẳng phải làm trò cười cho toàn bộ văn thần của lũng nghiệp sao. Nàng đưa chén trà cho thầm rượu, mau nếm thử, xem thế nào. Hiền Đức Hoàng hậu rất thích pha trà, nàng thích ngắm nhìn lá trà trôi nổi trong nước sôi, nước phải đạt đúng nhiệt độ, không nhiều cũng không ít, thời gian cũng phải chuẩn xác. Loại trà, loại nước suối, và mật ong dùng đều có học vấn riêng những việc nhỏ nhặt này dù là hoàng hậu nàng cũng không thấy phiền hà chính vì thế mà tính tình của nàng mới trở nên bình thản như vậy thẩm diệu thích ở bên hiền đức hoàng hậu bởi vì sự bình thản này khiến nàng cảm thấy thời gian trôi qua êm đềm và yên bình thẩm diệu nâng chén trà lên nói cung tính không bằng tuân lệnh rồi uống một ngụm nước trà thơm ngon hương thơm ngào ngạt lại có chút đắng sau đó lại ngọt ngào nhưng ngay khi định nói nàng cảm thấy một trận buồn nôn tay run lên, chén trà bị đổ, nàng che miệng và nôn khan vài tiếng. Hiền đức hoàng hậu kinh ngạc, vội đỡ lấy chén trà từ tay Thẩm Diệu, thấy nàng sắc mặt không tốt, liền hỏi: "Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái?" Thẩm Diệu cảm thấy cổ họng dịu lại, bèn lắc đầu, "Không có gì." Thật có lỗi với nương nương, gần đây thần phụ có lẽ bị cảm lạnh, luôn cảm thấy dạ dày khó chịu. Hôm nay khi ra khỏi nhà còn, nàng đột nhiên im bặt trên mặt hiện lên vẻ không thể tin. Hiền Đức hoàng hậu ban đầu không hiểu, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Diệu, như nghĩ ra điều gì đó, kinh ngạc nói, ngươi có phải là? Thẩm Diệu nắm chặt tay một lúc, sau đó buông lỏng, nói, thần phụ cũng không biết. Mau, gọi thái y đến. Hiền Đức hoàng hậu kích động đứng dậy, gọi đào cô cô, lấy bái thiếp của bản cung, thỉnh thái y tới đây. Thẩm Diệu nhìn chén trà trên bàn, trong lòng cũng chấn động nàng từng mang thai, nên biết rõ những dấu hiệu này. Nhưng tả cảnh hành chỉ mới đi hơn 10 ngày, nàng vẫn chưa chú ý đến việc này. Nếu thật sự mang thai, đúng là một món quà trời ban. Nhưng nàng cũng lo lắng, sợ đứa trẻ sẽ phải đối mặt với những khó khăn và vui buồn của thế giới này, và sợ mình không thể bảo vệ chúng. Thái y nhanh chóng đến, hiền đức hoàng hậu còn kích động hơn cả thầm diệu, lập tức yêu cầu thái y bắt mạch cho thẩm diệu. Thái y bạc dâu bắt mạch cho thầm diệu, trầm tư hồi lâu sau đó đứng dậy kho người chúc mừng thẩm diệu và hiền đức hoàng hậu cười nói chúc mừng thân vương phi mạch tượng như châu chính là hỉ mạch thân vương phi hẳn đã mang thai hơn một tháng thân vương phủ sắp có tin vui thẩm diệu vẫn không thể tin được nàng hỏi lại thật sự hiền đức hoàng hậu thấy thẩm diệu có vẻ như không tin nổi cười nói thân vương phi hỏi ngươi có thật không nếu sai sẽ bị phạt nặng đấy thái y bạc dâu cười đáp lão thần không dám nói dối nếu thân vương phi không tin có thể mời thêm vài vị thái y nữa đến kiểm tra lời này vốn là đùa nhưng thẩm diệu lại nghiêm túc nói được vậy phiền tái thỉnh vài vị thái y đến lời này khiến thái y bạc dâu kinh ngạc Hiển đức hoàng hậu vui vẻ biết thẩm diệu cần xác nhận chắc chắn bèn mời thêm vài vị thái y khác kết quả kiểm tra đều giống nhau thẩm diệu thật sự mang thai hơn một tháng thật đúng là khéo Tạ Cảnh Hành mới đi hơn 10 ngày, Thẩm Diệu lại có tin vui. Ở một mình, nàng sẽ không thấy tịch mịch, nhưng cũng có thể sẽ thấy cô đơn hơn. Hiền Đức Hoàng hậu vui mừng vô cùng, bởi hoàng gia vốn chỉ có Vĩnh Nhạc Đế và Tạ Cảnh Hành hai huynh đệ, Vĩnh Nhạc Đế vô tử, Tạ gia cũng không có tiểu bối. Thẩm Diệu mang thai, xem như Tạ gia có thêm một thành viên mới. Hiền Đức Hoàng hậu lập tức sai người mời Vĩnh Nhạc Đế. Vĩnh Nhạc Đế nghe tin cũng không thể tin nổi. Hiền Đức Hoàng hậu cười nói, hãy tưởng tượng, sau này sẽ có một tiểu nam hài hoặc tiểu cô nương gọi ngươi là Hoàng Bá Bá, gọi ta là Hoàng Bác, có phải rất thú vị không? Có gì thú vị chứ, Vĩnh Nhạc Đế có chút không tự nhiên. Hắn không thực sự thích thầm diệu, bởi nàng từng tranh chấp với tạ cảnh hành. Nhưng hắn không thể xoay chuyển được ý tạ cảnh hành, nên đành chịu. Người đấy, Hiền Đức Hoàng hậu lườm hắn, đây là việc vui của Hoàng gia. Thần Vương Phi nếu sinh thêm vài đứa, thân vương phủ sẽ rất náo nhiệt thật tốt trong mắt nàng hiện lên sự hâm mộ rõ ràng hiền đức hoàng hậu rất thích trẻ con sự hâm mộ trong lời nói của hiền đức hoàng hậu khiến ai cũng nhận ra thẩm diệu ngừng lại một chút vĩnh nhạc đế trong ánh mắt lóe lên tia đau xót một lát sau hắn nói người tối nay thu dọn đồ đạc chuyển vào cung lúc này không thể có sơ sót trong cung có thể bảo vệ ngươi chu toàn thẩm diệu khẽ giật mình hiền đức hoàng hậu cũng vội nói không sai lũng nghiệp tuy bình yên nhưng thời điểm này không thể có bất kỳ sơ suất nào việc này cần giữ bí mật không thể để người ngoài biết về phần cảnh hành nên báo tin cho hắn hoàng hậu nương nương thầm diệu đột nhiên mở lời thần phụ có một việc muốn nhờ hiền đức hoàng hậu nói ngươi nói xin đừng cho điện hạ biết việc này nàng nói điện hạ đang ở hành trình nếu biết chuyện này sẽ khó tránh khỏi lo lắng nếu bị kẻ có tâm lợi dụng có thể gặp nguy hiểm. Chi bằng giữ kín. Hiền Đức Hoàng hậu và Vĩnh Nhạc Đế liếc nhìn nhau. Hiền Đức Hoàng hậu nói, ngươi suy nghĩ rất đúng. Nhưng thân Vương Phi, nếu ngươi không nói cho cảnh hành, niềm vui hay nỗi khổ về đứa nhỏ này đều muốn một mình gánh vác. Cảnh hành không biết khi nào trở về, ngươi sẽ phải chịu đựng một đoạn thời gian dài cô đơn. Ta từng thấy nhiều nữ tử vì đủ loại nguyên nhân mà giấu giếm việc mang thai, nhưng quá trình đó rất vất vả. Người có thể chịu được không? thần phụ không ủy khuất thẩm diệu mỉm cười hai tay theo bản năng xoa bụng mình khi biết mình có thai nàng cảm nhận trong cơ thể có một sinh mệnh nhỏ bé cùng nàng hô hấp cảm giác thật kỳ diệu nàng nói nếu kết quả là tốt quá trình vất vả chút cũng đáng giá hảo vĩnh nhạc đế lên tiếng nhìn thầm diệu nói một khi đã vậy sẽ không nói cho hắn hiền đức hoàng hậu còn muốn nói gì đó nhưng thầm diệu đã khẽ gật đầu với vĩnh nhạc đế nói đa tả bệ hạ một khi đã như vậy, vậy liền thôi. Hiền Đức Hoàng hậu thở dài, nhưng từ ngày mai, ngươi sẽ vào ở trong cung. Ta đã nói muốn ngươi vào cung để tránh bị các phu nhân khác tìm đến làm phiền, chậm trễ việc dưỡng thân. Lần này, thẩm diệu không từ chối. Duệ thân vương phủ hiện giờ chỉ còn lại nàng, dù có mặc vũ quân hộ vệ, vẫn khó tránh khỏi nguy hiểm. Ngược lại, hoàng thất hiện nay uy tín cao, vào ở trong cung an toàn hơn nhiều. Hiển đức hoàng hậu thấy nàng đồng ý, lập tức phân phó đào cô cô đi tìm nơi gần vị ương cung để thẩm diệu ở vì việc này khi thẩm diệu trở về thì trời đã tối đường thúc thấy nàng cuối cùng trở về thở phào nhẹ nhõm là đàm cũng đã trở về nghe kinh chập và cốc vũ kể về chuyện thẩm diệu có bầu đều vừa mừng vừa lo đường thúc mừng đến không biết nói gì thẩm diệu dặn họ không nói cho tả cảnh hành nay đang thời chiến tả cảnh hành phân tâm không tốt đường thúc gật đầu nhưng vẫn thổn thức nói sẽ lên chùa Tiêu Hoàng hậu thắp hương để Tiêu Hoàng hậu biết tin tốt. Là Đàm ngạc nhiên muốn sờ bụng Thẩm Diệu nhưng ngại ngùng. Cuối cùng nàng cẩn thận đưa tay chạm vào nhưng không cảm thấy gì. bèn nói sao không cảm giác được động tĩnh gì? mới hơn một tháng sao có thể có động tĩnh? Thẩm Diệu bật cười vậy là Đàm nhìn nàng không nói cho dưỡng cô bọn họ sao? họ sẽ rất vui. Thẩm Diệu nghĩ ngợi rồi lắc đầu, cha mẹ Đại Ca đang đối đầu với Phó Tung Nghi, thêm một đứa nhỏ lại càng phiền phức. huống Hồ Tả Cảnh hành sớm muộn cũng đến Minh Tề, gặp cha mẹ. Nếu cha mẹ biết, Tả Cảnh hành cũng sẽ biết. La Đàm nghĩ một lúc rồi hiểu ra, nói, dù họ không biết, nhưng ta sẽ biết. Nàng thì thầm, dù chưa biết là trai hay gái, nhưng nghĩ đến một tiểu bảo bối, ta thấy thật đáng yêu. La Đàm mấy ngày nay có vẻ trầm lặng nhưng nay đã khôi phục lại tinh thần hoạt bát. Đây là đại hỷ sự, đường thúc cười nói, nên náo nhiệt một chút, rồi vỗ đầu, phải chú ý thức ăn, phu nhân cần dưỡng thân. Cầu thang, cửa sổ cũng phải cẩn thận. Thẩm diệu bật cười, kiếp trước khi mang thai phó minh, nàng chưa từng được đối đãi như vậy. Đồng thục phi chỉ làm theo phép tắc, tặng chút thuốc bổ, nếu không có thẩm gia quan tâm, thẩm diệu cũng rối ren. Giờ nàng chấn tính, nhưng dưỡi thân vương phủ lại lo lắng không ngừng. Nàng cười nói, không cần phiền phức, đường thúc, người dọn dẹp một chút, ta sẽ vào cung theo hoàng hậu nương nương. Trong phủ để lại hộ vệ, còn lại mọi người theo ta vào cung. Đường thúc sừng sốt, rồi hiểu ra, nói, hào hào, lão nô sẽ an bài. Tiểu biểu muội ta cũng đi sao? La đàm hỏi, tự nhiên phải đi, nhưng ta không hiểu lễ nghi trong cung, có thể không tốt là đàm lo lắng. Thẩm Diệu nói, sao lại không tốt? Người giỏi võ công, mọi người kiêng kỵ ngươi, ta càng an toàn. Ta và đứa nhỏ toàn dựa vào ngươi bảo hộ. Tiểu biểu muội, ngươi đừng trêu ghẹo ta. là đàm thẹn thùng, nhưng ngươi nói đúng, hai người tốt hơn một. Ta cùng ngươi vào cung, nàng đứng lên, ta đi thu dọn một chút. là đàm đi rồi. Thẩm Diệu đứng dậy. nàng thật không ngờ sẽ có bầu vào lúc này, nhưng cũng cảm thấy như tất cả đều là duyên phận mở cửa sổ ra ánh trăng mùa thu sáng ngời, dần dần bắt đầu thành hình trăng tròn chỉ qua vài ngày nữa trung thu sẽ đến đêm đoàn viên trung thu nhưng nàng lại cách xa người thân tả cảnh hành cũng như thẩm tín đều không ở bên nàng năm nay quả thật gian nan nhưng thẩm diệu vút ve bụng mình nhờ có đứa con trong bụng vì nàng lại trở thành mẫu thân tháng này tròn đầy viên mãn hơn nàng dường như cũng có thể cảm nhận được niềm vui ông trời không bao giờ lạnh lùng mãi Ít nhất lúc này, ông trời thật tốt với nàng. Ông ban cho Thẩm Diệu cơ hội sống lại, một người đàn ông nàng yêu và một sinh mệnh mới. Quá khứ đã qua đi, đây là ánh trăng hoàn toàn khác biệt. Nàng nhẹ giọng hỏi đứa nhỏ trong bụng, "Con xem, con và phụ thân giống như vầng trăng tròn này." Thẩm Diệu vào ở hoàng cung. Hiền đức hoàng hậu đối đãi với nàng rất tốt, sắp xếp cho nàng ở thiền điện cảnh vị ương cung. Thẩm Diệu vẫn dùng người hầu của mình nên không gặp bất tiện Thường ngày, Hiền Đức Hoàng Hậu thích cùng thầm rượu nói chuyện, pha trà Là đàm cũng đi theo, tính tình hoạt bát của nàng khiến Hiền Đức Hoàng Hậu rất thích Ngày qua thật bình yên, nếu có điều gì ngoài dự đoán, đó là chuyện của Diệp Hồng Quang Diệp Hồng Quang cũng được đưa vào cung Do hắn mãi không tỉnh, sau đó một ngày đột ngột tỉnh lại Nhưng tâm trí lại giống như đứa trẻ, chẳng biết gì Thái Y xem qua, cho rằng hắn bị kinh hách quá lớn gần như phát điên vì thế vĩnh nhạc đế cũng không bận tâm nuôi một kẻ ngốc cũng chẳng tốn kém gì diệp hồng quang suốt ngày đuổi bướm trong vườn vui vẻ vô cùng thỉnh thoảng thầm rượu nhìn thấy hắn khuôn mặt giống phó minh cảm thấy diệp hồng quang khi còn sống cũng bi thảm như phó minh đều là những người sinh ra không gặp thời không may mắn trong cuộc đời hiền đức hoàng hậu thấy ánh mắt nàng đượm buồn nghĩ rằng nàng vì diệp hồng quang mà khổ sở liền vỗ vỗ tay nàng an ủi, không cần khổ sở, thật ra như vậy chưa hẳn là không tốt. Diệp ra đã không còn, nếu hắn tỉnh lại, biết được mọi chuyện, trong lòng sẽ đau khổ biết bao. Dù không có oán hận, cũng là thống khổ, hoàng thượng làm việc dứt khoát, sẽ không để hắn sống. Nay hắn như vậy, tuy mơ hồ nhưng không phải đối mặt với những chuyện đau lòng, mãi mãi giống như đứa trẻ, không phải tốt hơn sao. Vĩnh Nhạc Đế từng nghi ngờ Diệp Hồng Quang giả ngu, nhưng Thái Y xem qua, lại có người âm thầm giám sát, xác nhận hắn thật sự ngốc. Quan trọng hơn, hắn không còn nhiều thời gian, cơ thể yếu ớt, không biết sống được bao lâu. Có lẽ Diệp Hồng Quang khiến Vĩnh Nhạc Đế nhớ đến chính mình khi còn trẻ, cũng từng chịu đựng trọng thương, không biết có thể sống bao lâu. Cảm giác đồng cảm này khiến Vĩnh Nhạc Đế nảy sinh lòng thương hại, tha cho Diệp Hồng Quang một mạng. Dù Diệp Hồng Quang ngốc nghếch, không hiểu được sinh tử của mình bị đế vương đắn đo, vẫn mỗi ngày cười vô ưu vô lo nhưng trên đời không phải ai cũng như Diệp Hồng Quang, sống như đứa trẻ, cười vui vẻ. Hai tháng sau, tạ cảnh hành tới Minh Tề, cùng quân đội Minh Tề giao chiến. Đồng thời, quân La Gia và quân Thẩm Gia hội cùng tại Hàm Cốc Quan, đối đầu với quân Tần. Tần và Tề liên thủ, cùng quân Đại Lương dưới sự dẫn dắt của tạ cảnh hành bắt đầu cuộc chiến. Chiến tranh luôn vô tình, một khi bắt đầu, không dễ dàng kết thúc. Hai quốc gia giằng co, lực lượng ngang nhau thẩm diệu mỗi ngày đều nghiên cứu bản đồ chiến lược mà tả cảnh hành đưa trước khi đi ban đầu không thấy gì nhưng dần dần manh mối xuất hiện giống như quân cờ đã được định sẵn theo từng bước thiết kế mà đi thẩm diệu hiểu rằng bản đồ chiến lược đó chắc chắn đã đến tay phó tu nghi đại lương và tần minh giao chiến thắng bại bất phân tả cảnh hành không giống kiếp trước quét ngang ngàn quân vì lần này tần minh liên thủ đại lương tấn công tần quốc trước rồi minh tề hơn nữa tả cảnh hành thay đổi sách lược giống như thợ săn rào hoạt dẫn con mồi vào bẫy một lưới bắt hết không dây dưa sạch sẽ lưu loát đúng phong cách nhà tạ phó tu nghi mắc câu thẩm diệu vui mừng đồng thời cảm phục thủ đoạn của diệp mi dù nhiều thay đổi vẫn lấy được lòng tin phó tu nghi đem bản đồ chiến lược trình lên khiến phó tu nghi tin tưởng nàng không lâu sau tả cảnh hành gửi tin về đại lương trong thư nói về tình hình minh tề văn huệ đế băng hà cử hoàng tử phó tu nghi đăng cơ làm hoàng đế phó tu nghi vừa đăng cơ đã cùng hoàng đế tần quốc kết minh phát động tấn công đại lương các hoàng tử khác của minh tề bao gồm chu vương tĩnh vương đều bị giam vào đại lao thủ đoạn của phó tu nghi trong đối phó người nhà luôn tàn nhẫn thẩm gia và la gia liên hợp với các thế gia bị văn huệ đế chèn ép công khai tạo phản bị quan gọi là loạn đảng nhưng dân chúng không tin thành danh thẩm gia tồn tại lâu năm, không dễ bị bôi đen. Tả cảnh hành liên hệ với thẩm gia, không lâu sau, thẩm gia sẽ lấy danh nghĩa bảo vệ thành, cùng tả cảnh hành kết thành đồng minh, chính thức phản chiến đại lương. Cuối thư, tả cảnh hành tùy ý viết thêm vài dòng, giống như truyền thuyết, không quan trọng nhưng đầy ý vị. Nay định kinh thành đang truyền tai nho một câu chuyện tình yêu hoàng gia. Trong cung có một vị mỹ nhân mới đến, là chất nữ xa của một hoàng thương, nhan sắc như tiên nữ, trí tuệ thông minh, nói năng dịu dàng. Tần đế yêu thương nàng như báu vật, nâng niu trong lòng bàn tay, ban cho danh hiệu mi phu nhân. Chỉ trong thời gian ngắn, nàng đã vượt qua tất cả các tần phi khác trong cung về địa vị và sự sủng ái. Thẩm diệu đọc thư xong, không khỏi mỉm cười. Là đảm thắc mắc, tiểu biểu muội chẳng phải chỉ là một phong thư sao? Tại sao ngươi xem đi xem lại rồi lại cười đến ba lần như thế? Bỗng nhiên nàng nhìn về phía khác, ôi, con mèo kia sao lại trèo lên cao như vậy? Không xa trong vườn, một con mèo đen đang leo lên cây. Cành cây mỗi lúc một cao càng mỏng manh, dường như không chịu nổi trọng lượng của nó, lắc lư nguy hiểm. Càng trèo cao, ngã càng đau, Thẩm Diệu cười nói. Hãy cứ từ từ mà xem. Nửa năm nữa trôi qua, một khi chiến tranh bắt đầu, không dễ gì dừng lại. Cuộc đại chiến giữa ba quốc gia này cũng thế. Hôm nay nơi này báo động ngày mai nơi kia xung đột vũ trang có thắng có thua tiến rồi lại lùi tần quốc và minh tề dốc toàn lực vào trận chiến này bởi vậy đầu tư không ít nguồn lực so với đó binh lực của đại lương có vẻ ít hơn nhưng dù như vậy liên minh tần tề vẫn không thể chiếm được ưu thế lớn trước đại lương trận chiến kéo dài đại lương tiêu hao không nhanh trong khi tần quốc và minh tề bắt đầu bị rối loạn đặc biệt gần đây trước kia trong các trận chiến lớn nhỏ Tần Tề thường thắng lợi, nhất là ban đầu. Họ thường giành được những chiến thắng nhỏ, giúp củng cố sĩ khí. Tướng sĩ Tần Tề vì thế đều rất hăng hái. Nhưng càng về sau, ưu thế của Tần Tề bắt đầu mờ nhạt. Mặc dù họ vẫn thắng vài trận, nhưng dần dần dấu hiệu suy thoái rõ ràng. Cho đến khi đến trận chiến tại U Châu 13 Kinh. U Châu 13 Kinh nằm ở biên giới của ba quốc gia: Minh Tề, Tần Quốc và Đại Lương. Từ xưa, U Châu 13 Kinh là địa bàn của Tần Quốc, vì địa thế phức tạp, dễ thủ khó công. Muốn chiếm được, cần bỏ ra nhiều công sức, một bước sai có thể gây hại cho bản thân. Tả cảnh hành dẫn dắt quân đại lương tấn công U Châu 13 Kinh. Trận chiến này quan trọng, quyết định cả cuộc chiến. Nếu tả cảnh hành chiếm được U Châu 13 Kinh, có thể nhanh chóng kết thúc chiến dịch, gây tổn thất nặng nề cho Minh Tề và Tần Quốc. Ngược lại, nếu thất bại, quân đại lương sẽ tổn thất lớn, khó chống đỡ lại liên minh tần tề. Vì thế, cả Đại Lương, Minh Tề và Tần Quốc đều đặt cược cao vào trận chiến này, gần như đem cả tính mạng đặt lên bàn cược. Hiển Đức Hoàng hậu một bên cùng thẩm diệu nói chuyện này, một bên chiêu đùa, lãnh binh là phu quân của ngươi, sao đến bây giờ, ngươi vẫn không hề lo lắng. Thẩm Diệu mỉm cười, thần phụ tin tưởng biện hạ, tả cảnh hành là người giàu hoạt, Diệp Mi đã gửi sai binh phòng đồ đến tay phó tu nghi và khiến hắn tin tưởng, điều này chắc chắn có sự giúp đỡ không nhỏ từ tạ cảnh hành ban đầu tạ cảnh hành cố ý thua thắng làm cho phó tu nghi có vài chiến thắng ngọt ngào thực tế những chiến thắng đó không mang lại lợi ích thực sự chỉ là ảo giác khiến phó tu nghi tin rằng tần tề rất mạnh cứ như vậy phó tu nghi càng tin tưởng diệp mi dù đại lương thắng vài trận sau đó phó tu nghi vẫn nghĩ đó là ngẫu nhiên hắn không nhận ra tạ cảnh hành chỉ thua những trận không quan trọng mà giữ vững những thành trì trọng yếu, tạo ra một mạng lưới phòng thủ vững chắc. Phó Tu Nghi và Hoàng đế Tần Quốc không để ý điều này, vì gần đây họ vẫn thắng vài trận nhỏ. Điều này khiến họ càng tự tin tấn công mạnh mẽ, nghĩ rằng chỉ cần một cú đánh lớn sẽ hạ gục đối phương. Do đó, Phó Tu Nghi rất chú trọng trận U Châu 13 Kinh. Từ những diễn biến, rõ ràng hắn dựa vào bản đồ binh phòng của Diệp Mi để sắp xếp quân đội. Tin tức này khiến Thẩm Diệu vui mừng. Phó Tu Nghi càng đầu tư nhiều vào đây, cuối cùng sẽ bị đả kích càng lớn. Tả cảnh hành như dụ dỗ một con bạc, đầu tiên cho hắn thắng nhỏ, rồi từ từ thu lưới, khiến hắn thua sạch tài sản. Phó Tu Nghi đã mắc câu, về phần Hoàng đế Tần Quốc, hắn cẩn thận hơn Phó Tu Nghi, có lẽ có sắp xếp riêng tại U Châu 13 Kinh. Nhưng nếu Phó Tu Nghi thua, Tần Quốc cũng không quan trọng. Một khi có chỗ hùng, tiêu diệt từng phần sẽ dễ dàng hơn. Là đàm đặt tay thận trọng lên bụng thẩm diệu, nói tiếc là tin tức từ U Châu 13 Kinh chỉ có thể dựa vào truyền tin mới nhận được. Nhưng tiểu tử kia đúng là nhanh nhẹn. Thẩm diệu cúi nhìn bụng mình, 8 tháng đã trôi qua bình yên, dường như không khác gì ngày thường, ngay cả khói thuốc súng chiến tranh cũng có thể đối mặt bằng thái độ bình thản. Không chỉ vì nàng tin tưởng người thân và người yêu, mà còn vì nàng biết trong bụng có một sinh mệnh nhỏ đang trưởng thành là mẫu thân khiến nàng trở nên dũng cảm và kiên cường hơn, gánh vác trách nhiệm, và giữ được sự bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh. Khi đang trò chuyện với hiền đức hoàng hậu, đào cô cô từ ngoài chạy vào, khuôn mặt không giấu nổi niềm vui, nói chúc mừng nương nương, chúc mừng thân vương phi, tiền triều vừa truyền đến tin tức, U Châu 13 Kinh đã có tiệp báo, thân vương điện hạ thắng trận. Thật sao, hiền đức hoàng hậu lập tức đứng dậy, từ trước đến nay luôn trầm tính, lúc này nàng cũng không tìm được xúc động. Đào cô cô gật đầu liên tục, bệ hạ rất vui mừng, đang đại xá thiên hạ. Trời phù hộ, là đàm chắp tay thành kính, lẩm bẩm Tin chiến thắng từ ô Châu 13 kinh báo về, điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là cuộc chiến kéo dài hơn nửa năm này có thể sắp kết thúc. Các binh sĩ có thể trở về nhà, và thiên hạ có thể sớm được thống nhất. Bá nghiệp lớn của Đại Lương có lẽ không bao lâu nữa sẽ thành hiện thực. Thẩm Diệu nhẹ nhàng vuốt bụng, trong lòng tràn ngập niềm vui nàng biết tạ cảnh hành chắc chắn sẽ thành công. Đào cô cô mỉm cười nhìn thầm diệu, thân vương phi đừng lo, thân vương điện hạ còn gửi người mang thư đến, trong chốc lát người truyền tin sẽ đưa thư tới cho ngài. Thật khiến người khác ghen tị chết đi được, hiền đức hoàng hậu chiêu chọc thầm diệu, chỉ lo nghĩ đến vợ mình, không hề gửi thư cho bản cung và hoàng thượng, thật là thiên vị quá. Là đàm cũng cười, đúng vậy, đúng là không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Đào cô cô vui vẻ tiếp lời, là tiểu thư đừng buồn, ngài cũng có thư đấy, dường như là từ thiếu gia nhà họ cao. Là đàm ngạc nhiên, cao dương, hắn gửi thư cho ta làm gì? Thẩm Diệu và Hiền Đức Hoàng hậu nhìn nhau, cười nhẹ. Tin chiến thắng từ U Châu 13 kinh khiến lũng nghiệp tràn ngập niềm vui. Vĩnh Nhạc Đế thậm chí còn tổ chức một buổi cung yến hoành tráng để ăn mừng. Thẩm Diệu không tham dự buổi cung yến này. Gần đây, chuyện nàng mang thai vẫn chưa được công khai ở lại trong cung, tuy ngoài kia có nhiều lời đồn đoán, nhưng hiền đức hoàng hậu đã bảo vệ nàng rất tốt. Cuối cùng, mọi người dần quên đi, không còn quan tâm nhiều. Thêm vào đó, với việc mang thai, nàng không thích hợp tham gia những buổi yến tiệc ồn ào, nếu có sự cố gì trên đường đi sẽ rất không tốt. Hơn nữa, nàng muốn nhanh chóng trở về để đọc thư nhà của Tạ Cảnh Hành. Thư nhà của Tạ Cảnh Hành, từ khi cuộc chiến căng thẳng bắt đầu, rất ít khi gửi tới. Người một lá thư cũng là chuyện phiền toái, đã hai tháng nay nàng chưa nhận được thư. Thẩm Diệu mở thư, trong thư không có gì đặc biệt, chủ yếu là kể về tình hình của hắn, khoe khoang chiến công và chê bai phó tu nghi. Tả cảnh hành chê phó tu nghi chỉ giỏi tranh đoạt quyền lực, nhưng trong việc chỉ quốc thì rối loạn, khiến triều đình minh tề như một đống hỗn độn. Rồi hắn nhắc đến mi phu nhân. Phó Tu Nghi ca ngợi mi phu nhân hết lời, trong triều đình minh tề, ai ai cũng biết đến nàng. Trong vài tháng ngắn ngủi, nàng từ một cung nữ phía sau trở thành người có thể tự do ra vào ngự thư phòng của Phó Tô Nghi. Phó Tô Nghi không chỉ coi nàng là một mỹ nhân, mà còn là một phúc tướng. Nhiều trận thắng được coi là nhờ nàng. Diệp Mi ở triều đình Minh Tề giờ đây, uy quyền không kém gì Phó Tô Nghi, nàng muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Phó Tô Nghi cũng dung túng nàng, vì tin rằng nàng đẹp và thông minh, đồng thời cũng vì khả năng của Diệp Mi. Tạ Cảnh Hành viết về chuyện này với giọng điệu châm biếm, xem Phó Tu Nghi như một kẻ ngốc. Hắn tuyên bố mọi sự đã chuẩn bị xong, chỉ chờ đối phương xa vào bẫy. Sau chiến thắng tại U Châu 13 kinh, Tạ Cảnh Hành tin rằng Phó Tu Nghi ở Định Kinh sẽ chịu đả kích nặng nề và Diệp Mi có thể bị Phó Tu Nghi tra tấn đến chết. Phó Tu Nghi không dễ dàng tha thứ cho kẻ phản bội, đặc biệt là người mà hắn từng khen ngợi trước triều thần. Diệp Mi từng được coi là phúc tướng, giờ lại khiến hắn thua trận quan trọng. Phó Tu Nghi sẽ không bỏ qua. Tả Cảnh Hành còn thêm thắt chuyện Diệp Mi là gián điệp của Đại Lương, nhằm gieo rắc thêm nghi ngờ cho Phó Tu Nghi. Nếu Phó Tu Nghi tin điều này, chắc chắn sẽ không tha cho Diệp Mi. Thẩm Diệu gấp thư lại, cảm thấy phong thư dường như có thêm vật gì đó. Nàng lắc nhẹ, và hai hạt đậu đỏ lăn ra. Đậu đỏ là biểu tượng của tương tư. Trong thư không viết lời nhớ nhung, nhưng hai hạt đậu đỏ là minh chứng cho tình cảm không ngừng nghỉ cẩm rượu mỉm cười nghĩ đến sự ngây thơ của tạ cảnh hành nàng lấy một túi hương bên cạnh đặt hai hạt đậu đỏ vào cẩn thận lần thứ năm nàng nói minh tề định kinh hoàng cung trong địa lao ẩm thấp và hôi hám mùi tanh nồng nặc hòa lẫn với mùi hôi khác khiến người ta buồn nôn tận cùng nhà tù một nữ nhân trần chuồng ngồi dưới đất hai tay nàng bị xiềng xích treo lên tường chân ngâm trong nước lạnh trong nước còn có những con chuột to béo thỉnh thoảng leo lên chân nàng cắn ngón chân một số ngón chân đã bị cắn đến mức máu thịt mơ hồ mùi máu càng kích thích lũ chuột đói cắn mạnh hơn nhìn thấy thân thể mình bị chuột cắn xé tim ai mà không đập nhanh huống chi là một nữ nhân nhưng diệp mi không kêu thét không phải vì không muốn mà vì cổ họng nàng đã khô khốc bất cứ âm thanh nào cũng chỉ làm tăng thêm sự tra tấn diệp mi chưa từng nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh sống không bằng chết như thế này Càng không ngờ Phó Tu Nghi lại là kẻ tuyệt tình đến vậy Khi biết tin U Châu 13 kinh thất thủ, nàng đã cảm thấy không ổn Dù có trí tuệ, nàng vẫn nghĩ mình có thể ổn định được Phó Tu Nghi. Nhưng Phó Tu Nghi chẳng để nàng có cơ hội Hắn nhẫn tâm trước mặt hậu cung tần phi bắt nàng vào địa lao Từ đó, Diệp mi bị tra tấn liên tục để ép nàng khai ra nhiệm vụ của mình Nàng không biết chuyện gì đã xảy ra, muốn giải thích nhưng không được Phó Tu Nghi không cho nàng bất kỳ cơ hội nào, còn cho người dùng bản ủi nóng hủy hoại gương mặt nàng. Một mắt của nàng bị tổn thương, không được cứu trị, xem như đã mù. Diệp Mi luôn tự hào về dung mạo của mình, vì đó là vũ khí duy nhất của nàng. Nhưng giờ đây, dung mạo bị hủy hoại, nàng mất đi mọi lợi thế. Trong tâm trí, nàng dần mất đi ý chí chiến đấu, chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Khi nghe tiếng bước chân vọng lại từ xa, Diệp Mi cố gắng xoay đầu nhìn. Phó Tu Nghi đứng trước mặt nàng. Hắn lạnh lùng nói, Diệp Mi, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, khai ra tất cả những gì ngươi biết. Ta biết cái gì, Diệp Mi hỏi, vẫn tự xưng là nô tỳ, như để chứng minh mình vẫn là tần phi được sủng ái. Phó Tu Nghi nhíu mày ghê tởm, quay mặt đi, ta đã điều tra rõ, ngươi là mật thám của Đại Lương, phải có con đường truyền tin. Diệp Mi bật cười, tiếng cười khàn đặc, không còn uyển chuyển như trước, mà trở nên trói tai nàng không hiểu tại sao phó tu nghi lại buộc tội mình là thám tử có lẽ hắn chỉ muốn đổ lỗi cho ai đó cho thất bại của mình hắn muốn dùng lý do này để che đậy sự sai lầm của mình lại đổ hết tội lỗi lên đầu nàng nàng nói ta nói gì ngươi cũng không tin nếu ta khai ra con đường ngươi có tin không hay ngươi sẽ nghĩ ta đang nói dối ngươi nói ra ta sẽ ban thưởng ngươi cái chết toàn vẹn phó tu nghi lạnh lùng đáp diệp mi cười nụ cười kinh dị trên gương mặt bị biến dạng ban thường cái chết toàn vẹn đó là điều kiện sao nếu ngươi nói tha mạng và chữa lành thương tích trên mặt ta có lẽ ta sẽ suy nghĩ phó tu nghi cười nhạt phản bội ta chưa từng có kẻ nào sống sót vậy nên ngươi hủy hoại ta sao diệp mi hỏi nghe nói trước đây dưỡi thân vương phi cũng từng khổ sở yêu ngươi nhưng ngươi đối xử lạnh lùng sau cùng không kết quả gì phó tu nghi nghe nhắc đến thẩm diệu sắc mặt trở nên khó coi hơn. Hắn luôn muốn kiểm soát mọi chuyện, nhưng thẩm diệu là ngoại lệ. Hắn từng nghĩ có thể dùng thẩm diệu để nắm thẩm ra, nhưng nàng lại quay đầu, không theo ý hắn, khiến hắn lâm vào thế khó khăn. Này nghe Diệp mi nhắc đến, hắn càng thêm tức giận. Ta từng nghĩ duệ thân vương phi chỉ là vận may tốt, xuất thân tốt, mới được làm thân vương phi. Nhưng xem ra, nàng thông minh hơn ta nghĩ, có lẽ nàng biết, ở lại bên ngươi, dù trung thành hay không, kết cục cũng chỉ là chết không tử tế. Diệp Nghi nói, ngươi nói bậy, phó tu nghi quát, ta bại dưới tay ngươi, Diệp Nghi nói, ngươi từng yêu thương ta, nay lại biến ta thành thế này. Ngươi hủy dung mạo của ta, khiến ta đau đớn, nhưng ngươi cũng không hơn gì ta. Ngươi đổ hết sai lầm lên đầu ta, ngươi nghĩ ngươi sẽ có kết cục tốt đẹp sao? Phó tu nghi tức giận đến xanh mặt, bị nguyền rủa như vậy, hắn không thể vui vẻ. Diệp Mi lúc này càng làm hắn thêm phẫn nộ. Người cũng sẽ không có kết cục tốt, ngươi không phải là đối thủ của họ. Thẩm diệu trước kia không chọn ngươi mà chọn tạ cảnh hành, đã chứng minh rằng trong mắt nàng, ngươi chẳng là gì so với tạ cảnh hành. Ta bây giờ hai bàn tay trắng, trở thành tù nhân, nhưng kết cục của ngươi cũng chẳng tốt hơn. Ngươi sẽ thất bại, ô châu 13 kinh chỉ là khởi đầu. Ngươi sẽ thất bại thảm hại, và triều đại minh tề của ngươi sẽ diệt vong. Ngươi sẽ chỉ là một vị vua mất nước ta chỉ chúc ngươi, chiến sự bại trận, vương triều sụp đổ, ngươi suốt đời không thể gượng dậy nổi. Phó Tu Nghi lạnh lùng nhìn nàng, nói xong chưa, chấm đã cho ngươi cơ hội cuối cùng. Diệp Mi thở hắt ra, im lặng, trong lòng nàng đầy căm hận, chưa bao giờ nàng hận ai như hận Phó Tu Nghi. Hắn đã hủy hoại dung mạo của nàng, nàng biết không còn cơ hội nào để quay lại. Vì vậy, khi sắp chết, nàng muốn chút hết phẫn nộ và căm hận của mình. Nhưng niềm vui đó không kéo dài lâu, nàng nhận ra Phó Tu Nghi không phải loại người cho kẻ khác cơ hội hối hận. Người đã coi trọng dung mạo của mình như vậy, chấm sẽ hoàn toàn giúp ngươi. Phó Tu Nghi nói với giọng điệu tàn nhẫn, chặt tay chân của nàng, làm thành mỹ nhân vu, cho diễn trên sân khấu thành đông, để cho mọi người thưởng thức. Một gián điệp đại lương, biết ca múa hiến nghệ, chấm sẽ ban cho ngươi trở thành thú vui của công nhân, hãy sống thật tốt trong phần đời còn lại. Hắn nói xong, quay người rời đi bỏ lại phía sau tiếng khóc thê lương của Diệp Mi. Mỹ nhân vu là một trò chơi tàn nhẫn của quý tộc xưa, khi người bị coi như vật nuôi, phải nuốt nước bọt và phế liệu của chủ nhân. Đó là sự đối xử tàn nhẫn, thậm chí còn hơn súc sinh, và những mỹ nhân này thường không sống lâu. Đó là lý do vua chiều trước đã cấm trò chơi này. Nhưng Phó Tu Mi lại khôi phục lại trò chơi đó để tra tấn Diệp Mi. Một mỹ nhân vu không có tay chân là một hình phạt đáng sợ, đánh vào nỗi sợ hãi sâu thẳm của nàng cả dân chúng cũng sẽ tấn công và chế nhạo nàng sự sỉ nhục này thậm chí còn hơn cái chết đối với nàng phó tu nghi quả thật hiểu rõ diệp mi hắn biết đánh vào điểm yếu của nàng để khiến nàng đau đớn nhất diệp mi người từng là mi phu nhân danh tiếng bây giờ chỉ còn là một kẻ bị chế giễu nàng xuất hiện nhanh chóng và biến mất cũng nhanh chóng để lại danh tiếng tồi tệ là gián điệp của đại lương nhưng nguyền rủa của Diệp Mi không phải là vô căn cứ. Dù hắn đổ lỗi cho nàng, thiên hạ vẫn xem hắn là trò cười. Một vua mà để gián điệp ngay bên cạnh, bị mù quáng bởi sắc đẹp và thất bại ở U Châu 13 Kinh, thật sự là một hôn quân. Mọi người chỉ quan tâm đến kết quả, và Phó Tung Nghi trở thành trò cười. Từ khi Đại Lương chiếm U Châu 13 Kinh, tình hình Minh Tề ngày càng tồi tệ, thất bại liên tiếp. Minh Tề như một vương quốc suy yếu, và Đại Lương càng đánh càng thắng. Đại Lương chiếm U Châu 13 kinh làm cứ điểm, bắt đầu phản công Minh Tề, bỏ qua Tần Quốc. Tần Quốc chọn bỏ cuộc, thậm chí còn gửi sứ giả để đàm phán, đồng ý cắt đất đền tiền. Tần Quốc không còn sức đối đầu, nên lựa chọn bảo vệ mình. Tần Quốc bỏ cuộc khiến Minh Tề rơi vào tình thế tồi tệ hơn. Phó Tu Nghi dù cố gắng thuyết phục Tần Quốc, nhưng không thành công. Đại Lương quân nhanh chóng tiến đến kinh đô Minh Tề. Tại vị ương cung, Hiền Đức Hoàng Hậu tổ chức cung yến nhỏ, chỉ có Thẩm Diệu, La Đàm, Vĩnh Nhạc Đế và Hiền Đức Hoàng Hậu tham dự. Hiền Đức Hoàng Hậu nói, xem như đây là gia yến, chúc mừng cảnh hành Khánh Công. Một khi tả cảnh hành chiếm được kinh thành, Minh Tề sẽ chính thức thất thủ. Tả cảnh hành sẽ không bỏ qua Tần Quốc, tiêu diệt tận gốc để đảm bảo sự yên bình. Khi không có Minh Tề hỗ trợ, Tần Quốc chỉ là con mồi dễ dàng. Đây là thời khắc mà tả cảnh hành đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Chiến tranh dài đằng đẵng và tàn khốc sắp kết thúc. Khi đó, bốn biển yên bình, thiên hạ thái bình mới thật sự là ước nguyện của mọi người được thực hiện. Tiểu biểu muội, người uống cái này đi. Là đàm đặt ly nước trước mặt thẩm diệu, chống cầm nhìn bụng nàng và nói, thái y nói, khoảng hai tháng nữa sẽ sinh. Không biết là tiểu chất nhi hay tiểu chất nữ. Thẩm diệu mỉm cười, mắt lấp lánh, im lặng như vậy, chắc là một tiểu cô nương. Vậy cũng chưa chắc, Hiền Đức Hoàng hậu cười, cũng có tiểu tử im lặng, còn cô nương lại nghịch ngợm. Nhưng khi cảnh hành trở về và biết mình đã làm cha, không biết sẽ náo loạn đến mức nào. Thẩm Diệu nghĩ đến cảnh tượng đó, cảm thấy có chút đau đầu. Nếu Tạ Cảnh Hành biết nàng đã giấu giếm chuyện này lâu như vậy, nhất định sẽ tức giận. Nhưng, đợi đến lúc đó rồi tính. Đang trò chuyện, Vĩnh Nhạc Đế bước vào, Thẩm Diệu không gặp nhiều lần, Vĩnh Nhạc Đế vẫn không thích nàng. Mỗi lần gặp thái độ của ông cũng không mấy thân thiện, nhưng gần đây, vì đứa bé trong bụng nàng, thái độ của ông đã dịu đi nhiều. Có lẽ nhờ hiền đức hoàng hậu, thỉnh thoảng còn gửi chút dược liệu bổ thân. Là đàm có chút sợ vĩnh nhạc đế, lập tức ngồi thẳng lên. Bốn người cùng ngồi ăn cơm, là đàm có vẻ ngượng ngùng, thầm rượu thì thoải mái hơn, vĩnh nhạc đế lạnh lùng, chỉ có hiền đức hoàng hậu là vui vẻ nhất. Nàng nói cảnh hành lần này lập công lớn, khi trở về, nhất định phải khen ngợi, ta nghĩ nên phong cho thân vương phi một cái cáo mệnh dù sao phủ thân vương cũng không thiếu thứ gì một cái cáo mệnh cũng coi như là tặng phẩm vĩnh nhạc đế dừng lại ừ một tiếng hiền đức hoàng hậu hỏi ngươi thấy sao thẩm diệu câu hỏi này thật khó trả lời nếu nói tốt vĩnh nhạc đế sẽ không vui nói không tốt chẳng phải sẽ làm mất mặt hiền đức hoàng hậu thật là một bài toán nan giải thẩm diệu cười nói chuyện này chờ điện hạ trở về rồi hãy bàn tiếp. Đúng vậy, hiền đức hoàng hậu gật đầu, có lẽ hắn cũng có ý kiến riêng. Rồi nhìn sang la đàm, la cô nương, khi cao dương trở về, bản cung sẽ tứ hôn cho các ngươi, được không? La đàm suýt chút nữa nghẹn miếng điểm tâm, nếu là người ngoài, nàng đã sớm từ chối, nhưng đối phương là hoàng hậu, nên chỉ có thể tội nghiệp nhìn thẩm diệu. Thẩm diệu nhẫn cười, nói, nương nương, chuyện này cũng không vội, chờ Cao Công Tử trở về rồi tính, lỡ hắn cũng có ý kiến riêng. Là đàm nghe thẩm diệu nói giúp mình, vừa thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy không thoải mái. Nói gì chứ, chẳng lẽ Cao Dương còn không vừa mắt nàng? Nàng là một đại tiểu thư xinh đẹp của La Gia. Không đúng, sao nàng lại phải băn khoăn như vậy? Nàng vốn không có ý tứ này. Vĩnh nhạc đế liếc nhìn hiền đức hoàng hậu, trầm giọng nói ăn cơm đi. Hiền đức hoàng hậu trách yêu, đã nói là gia yến, thoải mái đi, nghiêm túc làm gì. Từ khi cả cảnh hành liên tục truyền tin thắng trận, triều đình trở nên yên ổn hơn, dường như mọi người đã nhận ra giá tâm và năng lực của vị vua trẻ. Mặc dù tạ ra chỉ có hai anh em, nhưng cả hai đều không dễ đối phó. Một người giỏi cân bằng triều chính, một người giỏi chiến đấu. Triều đình cũng vì thế mà trở nên yên lặng hơn, ngay cả những lời phê bình về vĩnh nhạc đế cũng ít đi. Hiền Đức Hoàng hậu cảm nhận được sự thay đổi này, tình cảm giữa nàng và vĩnh nhạc đế cũng có chút biến hóa từ chỗ tương kính như tân họ dần dần trở thành một đôi vợ chồng bình thường vĩnh nhạc đế vốn là người nguyên tắc trước đây hiền đức hoàng hậu làm gì cũng phải tuân thủ quy củ nhưng gần đây hiền đức hoàng hậu đôi khi cũng làm chút hành động bốc đồng vĩnh nhạc đế tuy không nịnh bợ nhưng cũng không ngăn cản người ngoài nhìn vào sẽ thấy rõ tình cảm của họ thẩm diệu cảm thấy vĩnh nhạc đế thực sự rất yêu hiền đức hoàng hậu coi như mọi thứ đều đi đúng hướng, chờ tả cảnh hành trở về, có lẽ họ sẽ có một khoảng thời gian hạnh phúc. Hiền Đức Hoàng hậu đột nhiên nghĩ ra điều gì, nói, ngày mai ta sẽ lấy hai vò rượu tuyết ta chôn dưới gốc mai từ năm trước. Khai vò sẽ rất thơm, Hoàng thượng cùng ta đi nhé, rồi chôn tiếp rượu của năm nay. Thần Vương Phi và La Cô Nương cũng đến, chúng ta sẽ thưởng hoa sen và uống rượu tuyết ở đình Thúy Hồ. Là đàm tham ăn, tự nhiên đồng ý ngay, thẩm diệu cũng gật đầu, chỉ có vĩnh nhạc đế có chút bất đắc dĩ. hiền đức hoàng hậu chỉ thích thú với pha trà và làm rượu, giống như một đứa trẻ. nhưng cuối cùng ông vẫn gật đầu, khiến hiền đức hoàng hậu vui mừng tiếp tục trò chuyện với thẩm diệu. ngày hôm sau, trời đẹp, lũng nghiệp mùa hè đến sớm, nhưng trong cung vẫn mát mẻ. thẩm diệu và la đàm dậy sớm. thẩm diệu mang thai, không thể đi đào rượu cùng hiền đức hoàng hậu, la đàm lại sợ làm vỡ vò, nên để hiền đức hoàng hậu và đào cô cô làm vĩnh nhạc đế nói để người khác làm đi không khéo làm bị thương những năm trước ta và đào cô cô vẫn làm hiền đức hoàng hậu mồ hôi nhễ nhại nhưng cười tươi tuyết nhưỡng phải tự tay đào ra mới thơm sau này nếu hoàng thượng muốn có thể tự tay làm sẽ hiểu cảm giác này nói rồi nàng và đào cô cô đào thêm một vò nữa vĩnh nhạc đế đột nhiên nhíu mày dừng lại và đè tay lên ngực hiền đức hoàng hậu ôm lấy một vò rượu đưa đến trước mặt vĩnh nhạc đế mở nút và đưa lên mũi ông, hoàng thượng ngửi xem, có phải rất thơm không? Rất thơm, vĩnh nhạc đế khẽ nhíu mày nói. Hiền đức hoàng hậu nhìn hắn, hoàng thượng cảm thấy không khỏe sao? Tại sao lại có vẻ mặt như vậy, chẳng lẽ rượu mai bị hỏng rồi? Nàng có chút hoài nghi người lại hương rượu. Vĩnh nhạc đế mỉm cười, định lên tiếng thì đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại, bước chân lào đảo và ngã quỷ xuống. Hoàng thượng, hiền đức hoàng hậu hoàng sợ, vò tuyết nhưỡng trên tay nàng rơi xuống đất vỡ tan hương rượu thơm ngào ngạt tràn ra nhưng ai cũng không để ý đến mau kêu thầy y thẩm rượu vội vàng ra lệnh trong lòng dâng lên một dự cảm bất an trong phòng trướng buông ngoài cửa gia chủ cao gia cuối cùng đã tới đây là tổ phụ của cao dương cao trạm cao gia từ nhiều đời đã nổi danh với nghề y đặc biệt ở lũng nghiệp trong số tiểu bối của cao gia Cao Dương là người có y thuật xuất sắc nhất. Tuy nhiên, Cao Dương lại có tính bất an, một lòng muốn vào chiều, nên bị gia chủ Cao gia trục xuất. Hiền Đức Hoàng hậu sau này tiếc tài năng của Cao Dương, đã an bài hắn tới Minh Tề, trở thành bạn tốt và phụ tá đắc lực của tả cảnh hành. Trước đây, Vĩnh Nhạc Đế bị trúng độc, chính Cao Trạm đã điều trị cho ông. Nhờ y thuật cao minh của Cao Trạm, Vĩnh Nhạc Đế mới sống được nhiều năm như vậy. Tuy nhiên, căn bệnh của ông đã tích tụ lâu ngày và nay độc tính đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ chỉ còn ý chí mà chống đỡ cao chạm nhìn hiền đức hoàng hậu lắc đầu hoàng thượng không còn nhiều thời gian nữa hiền đức hoàng hậu nước mắt rơi xuống không ngừng thẩm diệu cũng cảm thấy chua sót khi nhìn thấy hiền đức hoàng hậu khóc tình cảm của hiền đức hoàng hậu dành cho vĩnh nhạc đế là gì người ngoài đều có thể thấy rõ và vĩnh nhạc đế cũng không phải là người vô tình mất đi một trong hai người sẽ là đả kích chí mạng cho người kia. Tiên sinh, hiền đức hoàng hậu cố nén nghẹn ngào, hỏi, bệ hạ. Còn có thể chống đỡ bao lâu? Cao chạm nhìn vào trong phòng, thở dài, nhiều nhất một tháng. Sao lại, thẩm diệu ngạc nhiên. Bệnh của hoàng thượng đã tích tụ từ lâu. Những năm qua, độc tính đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ, ông ấy sống đến nay là nhờ ý chí mạnh mẽ. Nhưng nay đã nỏ mạnh hết đà. Cao chạm nói, hoàng thượng là người có tâm tính kiên cường, nhưng cũng chịu nhiều áp lực. Mặc dù đến hiện tại vẫn còn cứng cỏi, nương nương nên khuyên hoàng thượng nghỉ ngơi, không cần tự ép bản thân nữa. Hắn đã dành cả đời lo lắng cho người khác, đôi khi cũng nên ích kỷ một chút. Ông quay sang hiền đức hoàng hậu, cúi đầu, xin nương nương hãy dành thời gian ở bên bệ hạ trong những ngày này. Cao chạm rời đi, thẩm diệu muốn an ủi hiền đức hoàng hậu nhưng không biết nói gì. Trong những nỗi đau như thế này, lời an ủi của người ngoài thường không có tác dụng dao không đâm vào người mình sẽ không hiểu được nỗi đau mọi người thường nghĩ vài câu an ủi nhẹ nhàng có thể hóa giải tất cả nhưng không phải vậy hiền đức hoàng hậu miễn cưỡng cười ngươi về trước đi bàn cung sẽ ổn thẩm diệu không nói gì thêm chỉ khuyên nàng giữ gìn sức khỏe rồi lui ra trở về phòng thẩm diệu vỗ về bụng mình mở hương túi trên bàn ra đậu đỏ vẫn còn trơn bóng đầy đặn trên đời này có bao nhiêu cuộc chia ly sinh tử người còn cười vui trước mặt ngay sau đó đã ngã xuống ông trời quá tàn nhẫn không chịu cho người ta được yên bình nếu có thể dựa vào điều gì chỉ có thể dựa vào chính mình nàng sẽ bảo vệ tốt người yêu và người thân của mình hiển đức hoàng hậu ngồi bên giường vĩnh nhạc đế đã tỉnh lại nàng cúi đầu trầm tư vẻ mặt ôn nhu giống như thời gian quay lại mọi thứ đều như ban đầu. Tinh trinh, vĩnh nhạc đế mở lời. Hiển đức hoàng hậu ngẩng đầu lên, nhìn hắn, hoàng thượng tỉnh rồi, có cảm thấy không khỏe chỗ nào không? Không, vĩnh nhạc đế lắc đầu. Hai người im lặng một lúc, rồi vĩnh nhạc đế mới nói, tinh trinh, chấm không còn nhiều thời gian. Hiển đức hoàng hậu nhìn hắn, không nói gì. Chấm, hắn dừng lại, rồi tiếp tục, mùa đông năm nay, có lẽ không thể cùng ngươi làm viết nhưỡng tuy rằng một vò đã vỡ, nhưng vẫn còn một vò khác. Hoàng thượng nếu không chê, hôm khác chúng ta sẽ đến đỉnh Thúy Hồ, ta sẽ cùng Hoàng thượng đối ẩm. Chỉ là không có thân vương phi bọn họ đi cùng, Thúy Hồ đình mùa hè phong cảnh rất đẹp, năm nay hoa sen nở rộ. Hiển Đức Hoàng hậu nói như không nghe thấy lời của Vĩnh Nhạc Đế, tự mình nói. Tinh trinh, Vĩnh Nhạc Đế ngắt lời nàng, chấm không thể cùng ngươi. Hắn mặt tái nhợt, vẫn tuấn mỹ như xưa, nhưng đã không còn khí phách và lạnh lùng của đế vương, giống như một quý công tử nhà ai, yếu đuối, tiểu tụy và khổ sở. Hiền đức hoàng hậu quay đầu đi, Vĩnh Nhạc đế không thấy được biểu cảm của nàng, chỉ nghe thấy tiếng nàng như cách một lớp sương mù, mông lung mà đau lòng, hoàng thượng luôn rất vô tình, không chịu lừa ta dù chỉ một câu, một câu cũng không chịu. Cũng đúng, giấc mộng đẹp này giờ cũng nên tỉnh lại. Vĩnh Nhạc đế do dự một chút, rồi nói: "Thực xin lỗi." hoàng thượng không cần phải nói xin lỗi với nô tì nô tì đã sống cuộc đời của mình không liên quan đến hoàng thượng hiền đức hoàng hậu nói mới vừa rồi cao gia tiên sinh đến đây nói với nô tì rằng hoàng thượng đã đau khổ chống đỡ suốt hơn một năm qua nô tì muốn hỏi hoàng thượng vì sao lại chịu đựng như vậy chịu được ốm đau là vì điều gì vì đại lương vĩnh nhạc đế đáp chẳng muốn thấy tạo uyên đánh chiếm giang sơn bảo vệ đại lương chấm muốn thấy thiên hạ nghiệp lớn bình định, an khang một ngày. Mẫu hậu mong ước, chấm hy vọng trong đời mình có thể thay nàng hoàn thành. Nhưng, chấm thời gian không nhiều, chỉ sợ không đợi được đến ngày đó. Hiền Đức Hoàng hậu im lặng hồi lâu, rồi trả lời, nếu vậy, nô tỳ đã hiểu. Tinh trinh, vĩnh nhạc đế nói, người hãy nghĩ cho mình một chút. Hoàng thượng muốn nô tỳ làm gì? Hiền Đức Hoàng hậu đột nhiên quay đầu lại, mắt đầy lệ, nàng nói muốn nô tỳ mai danh ẩn tích, sống như người thường. Hay là ở trong cung này hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Hoặc là tìm một phu quân tốt để tái giá. Mỗi câu nàng nói, trong mắt vĩnh nhạc đế thêm một phần đau xót. Hắn nắm chặt bàn tay dưới tấm chăn, thản nhiên nói chỉ cần ngươi vui là được. Hiển đức hoàng hậu quay đi, nhưng vĩnh nhạc đế vẫn thấy giọt nước mắt lớn rơi trên tay nàng. Nàng mở lời, giọng bình tĩnh, nô tỳ hiểu rồi, Cảm ơn hoàng thượng đã lo lắng chu toàn cho nô tỳ. Nô tỳ sẽ làm như vậy. Hoàng thượng hãy nghĩ đến việc lập chiếu thư truyền ngôi, một số việc cần sớm an bài. Nàng đứng dậy, nói, nô tỳ còn có việc, xin phép ra ngoài. Hoàng thượng hãy dưỡng thân mình, nhớ cùng nô tỳ uống rượu ở Thúy Hồ Đình. Nàng lui ra ngoài. Hiền đức hoàng hậu rất ít khi nổi giận, nhất là mấy ngày gần đây, Vĩnh Nhạc đế luôn đối xử ôn nhu với nàng. Nhưng khi tức giận, nàng giống như một khối băng, khiến người ta sinh khí, nhưng lại không nỡ giận thật. Vĩnh nhạc đế đợi hiền đức hoàng hậu đi khỏi, ho khan kịch liệt. Hắn cầm khăn lau miệng, đặng công công vội đưa nước ấm, hoàng thượng cẩn thận chút. Đặng công công, vĩnh nhạc đế nhíu mày, chấm có phải đã làm sai không? Trên mặt hắn lộ ra vẻ hoang mang hiếm thấy, khiến đặng công công cảm thấy đau lòng. Đặng công công phục vụ vĩnh nhạc đế nhiều năm, nhìn hắn trưởng thành nay thấy vĩnh nhạc đế hoang mang, ông không khỏi nhớ lại thời gian trước, khi vĩnh nhạc đế bị độc và tiêu hoàng hậu khóc sống. Khi đó, vĩnh nhạc đế vẫn là thiếu niên, lo lắng hỏi đặng công công, đặng công công, bản cung độc nghiêm trọng sao. Thiếu niên ôn nhã trường thành thành đế vương sâu không lường được, nhưng vẫn có ngày hắn hoang mang hỏi mình có sai lầm không. Đặng công công chưa kịp trả lời, vĩnh nhạc đế đã tự thở dài, chấm thật hâm mộ tạo uyên. Tuy rằng chấm và tạo uyên đều gian nan, nhưng hắn vận khí tốt hơn chấm. Nếu chấm cũng có thể sống sót, hắn không nói hết. Trên đời rất nhiều chuyện, ngưng tụ lại chỉ vì một chữ nếu. Nhưng đời không có chữ nếu. Mười ngày sau, tả cảnh hành chiếm được định kinh thành. Minh tề hoàng đế Phó Tu Nghi bị loạn quân bắn chết trên thành lâu. Phó Tu Nghi vốn đầy chi khí nói rằng sẽ cùng Minh tề sống chết. Nhưng đến khắc cuối cùng, hắn thay đổi chủ ý, muốn trốn chạy, có lẽ hy vọng sẽ có ngày trở lại. Nhưng Phó Tu Nghi không tính đến lòng người. Những phụ tá trung thành của hắn sớm nhận ra tình thế minh tề. Khi biết Phó Tu Nghi định chạy trốn, bọn họ đều phẫn nộ. Phó Tu Nghi vốn đã mua chuộc những người này bằng vàng bạc hoặc mỹ nhân. Trong số phụ tá của hắn, có đủ hạng người tam giáo cửu lưu, kể cả cường đạo, sơn phỉ và cả kẻ giết người không chớp mắt. Những người này chỉ theo hắn vì tài bảo và nữ nhân, hy vọng tạo dựng sự nghiệp lớn. Nhưng khi nghiệp lớn đã tan, Phó Tu Nghi còn muốn trốn chạy, làm sao có thể? Một trong những phụ tá gan dạ nhất, tính cách hung tàn, đã choi Phó Tu Nghi trên thành lâu và tự tay bắn chết hắn, cuối cùng chặt đầu hắn để đầu hàng tạ cảnh hành. Phó Tu Nghi sống cả đời mưu tính, cuối cùng lại bị bắn chết trước mặt dân chúng định kinh, bởi chính những kẻ hắn từng tin tưởng. Lúc cuối cùng, hắn nhìn thấy trên thành lâu, một thanh niên cưỡi ngựa, nhìn hắn với ánh mắt miệt thị, rồi hắn không còn nhìn thấy gì nữa. Giang Sơn, dã tâm của hắn, tất cả đều tan biến. Hắn không hiểu nổi, tại sao đã trở thành hoàng đế, chủ tính kỹ lưỡng, cuối cùng lại bại dưới tay kẻ mà hắn từng coi thường nhất. Có lẽ lão thiên gia bất công, hoặc hắn vận khí không tốt nên mới thua. Dưới lầu, Tạ Cảnh Hành thở dài, lòng người tan dã dạ thế này, Phó Tu Nghi đúng là có bản lĩnh. Đổi lấy lòng người bằng vàng bạc thì không thể bền lâu. Cao Dương cười, đi thôi, vào thành nào? Đúng rồi, Quý Vũ thư nói, Vinh Tín công chúa và vài người Tô gia đã được cứu, hiện tại. Tả Cảnh Hành không đổi sắc, che chờ họ, còn lại để họ tự quyết định. Khi Thẩm Diệu nhận được tin tức, nàng ngẩn ngơ một lúc lâu. Nàng không ngờ kẻ thù tiền kiếp lại bại thảm đến thế, nhưng đồng thời cũng thấy hợp lý. Phó Tu Nghi sớm gieo gió gặt bão, đến lúc này mới nhận được quả báo. Mi phu nhân tự rước hỏa vào thân cuối cùng bị chính kẻ mà nàng từng yêu chiều giết chết. Những kẻ như họ chỉ biết lợi dụng vàng bạc, mỹ nhân để đạt được mục đích, lòng giả nông cạn, sớm muộn cũng gặp báo ứng. Phó Tô Nghi bị phản bội bởi chính những kẻ dưới tay mình, Nghi Phu Nhân cũng gặp kết cục bi thảm dưới tay người nàng từng sủng ái. Thẩm Diệu nghĩ khi biết kết cục của hai người này, nàng sẽ vui mừng khôn xiết, nhưng giờ đây, trong lòng nàng lại bình thản. Nàng đã làm điều cần làm, Báo thù không còn là nhiệm vụ chính trong cuộc đời nàng nữa. Giờ đây, điều quan trọng hơn là cái bụng đang lớn dần lên. Lòng đầy thù hận, cuối cùng chỉ tự làm khổ mình. Nhưng tạ cảnh hành và đứa con sắp chào đời đã giúp nàng thoát khỏi ác mộng đó. Người càng sống lâu, lòng càng tĩnh lặng. Nàng cuối cùng đã làm được điều gì đó cho phó minh dịu dàng và giờ đây, nàng chỉ muốn sống tốt cho hiện tại. Là đàm từ ngoài vào nói, hoa sen nở đẹp quá tiểu biểu muội tối nay chúng ta cũng ra ngoài ngắm hoa sen nhé. Thẩm diệu gật đầu. Hoa sen nở đẹp, hiền đức hoàng hậu thích nhất ngắm hoa sen. Nhưng thân thể vĩnh nhạc đế ngày càng yếu đi. Chiếu thư truyền ngôi đã được thương lượng với các đại thần thân tín của vĩnh nhạc đế. Ông không giấu giếm bệnh tình của mình, các đại thần đã âm thầm chuẩn bị mọi thứ. Nếu có một ngày vĩnh nhạc đế không còn tỉnh lại, chiếu thư sẽ được công bố thiên hạ, chờ tạ cảnh hành khải hoàn gánh vác toàn bộ trách nhiệm đại lương. Dĩ nhiên, bệnh tình của Vĩnh Nhạc Đế cũng giấu tả cảnh hành. Việc này như một gông xiềng nặng nề, biết thì không hẳn là vui. Đây cũng là lựa chọn của Vĩnh Nhạc Đế. Hiền Đức Hoàng hậu ngược lại rất bình tĩnh, mỗi ngày bà vẫn pha trà, đọc sách, chơi cờ, viết chữ. Cùng Vĩnh Nhạc Đế trò chuyện về việc nhà, đôi lúc trêu ghẹo thầm diều. Nếu không để ý đến khuôn mặt càng ngày càng tái nhợt của Vĩnh Nhạc Đế, có lẽ mọi thứ vẫn như trước. Trong cung vị ương, Hiền Đức Hoàng hậu nhìn ra ngoài, nói, hôm nay trời đổ mưa nhỏ, đến tôi chắc sẽ lạnh, vào tiết nhưỡng này nô tỳ luyến tiếp uống, tối nay cùng Hoàng thượng uống hết nhé. Vĩnh Nhạc Đế ngồi trên ghế, nhìn Hiền Đức Hoàng hậu, cười, một vò, người muốn uống say sao? Lời nói đầy ôn hòa. Nếu có thể say, ai lại không muốn? Hiền Đức Hoàng hậu tự lầm bẩm rồi nói, một vò rượu cũng không đủ để say. Nô tỳ tự lượng rất tốt. Trước đây thường cùng ca ca uống rượu. Vĩnh nhạc đế nghe vậy, khóe môi nhích lên hứng thú. Người thật sự uống như vậy sao? Đó tính là gì? Hiền đức hoàng hậu nói với vẻ đắc ý, cùng các ca ca uống rượu. Nô tỳ chưa bao giờ thua. Phụ thân còn tuyên bố sẽ tìm được rượu làm nô tỳ uống say. Nhưng không tìm được. Sau này nô tỳ vào cung, không dám uống rượu thất thố, nên không uống nữa. Người nói là trà, nói là rượu. Vĩnh nhạc đế thở dài, người thích thì cứ làm. Uống trà để tỉnh táo, uống rượu là để phóng túng. Hiền đức hoàng hậu cười, vậy tối nay, hoàng thượng hãy cùng nô tỳ phóng túng một hồi. Tuyết nhưỡng do nô tỳ tự làm, dù không bằng quỳnh tương ngọc dịch, nhưng cũng đủ để thưởng thức dưới ánh trăng. Hảo, vĩnh nhạc đế nói, chấm sẽ cùng ngươi phóng túng một hồi. Chiều tối, gió đêm nhẹ nhàng, trong hồ sen xanh mướt, gió nhẹ phất qua tạo nên những gợn sóng xanh biếc lũng nghiệp vào hè dài, cuối tháng cũng không thấy mát mẻ. Trong đình nhỏ bên hồ, trên bàn có một vò rượu, vài món điểm tâm và hai bát rượu. Vĩnh nhạc đế nhìn bát rượu tròn trước mặt, nhướng mày, dùng cái này. Hắn làm động tác giống tạ cảnh hành, rất giống tạ cảnh hành. Cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ suýt uống, ngược lại không thể thưởng thức kết nhưỡng. Hiền Đức Hoàng hậu cười nói, phải dùng bát rượu lớn để uống, mới cảm nhận được vị rượu thanh khiết ngày xưa ngươi cũng uống như vậy. Vĩnh nhạc đế nhíu mày, thật là hồ nháo. Tóm lại là nô tỳ uống một mình, không ai nhìn thấy, quản gì nhiều. Hiển đức hoàng hậu không để tâm, một tay nâng vào rượu, rót đầy bát cho vĩnh nhạc đế. Vĩnh nhạc đế muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, nhìn sâu vào hiển đức hoàng hậu, trầm mặc. Hiển đức hoàng hậu hàng năm đều tự mình làm tuyết nhưỡng, nhưng vĩnh nhạc đế chưa từng uống cùng nàng. Qua nhiều năm, nàng vẫn một mình pha trà, làm rượu, ngắm hoa nở hoa tàn trong thâm cung. Nàng làm hoàng hậu tốt, nhưng cũng là một người phụ nữ cô độc. Nàng phải tự mình đối mặt với cô đơn, giống như vị rượu có chút sáp đắng này. Đào cô cô và đặng công công đứng xa xa, dường như để thời gian riêng tư này dành cho đế hậu. hiền đức hoàng hậu đưa bát rượu cho vĩnh nhạc đế, cười nói, mỗi lần cảnh hành đến cung yến, liền thích dùng bát rượu này. Nô tỳ thấy hoàng thượng dường như rất hâm mộ, đêm nay không cần quản nhiều, chỉ có nô tỳ ở đây sẽ không chê cười hoàng thượng thất nghi chê cười gì chứ chấm có gì để hâm mộ vĩnh nhạc đế nói xong liền cầm lấy bát rượu có chút e ngại nhìn thoáng qua rồi vẫn đưa bát rượu lên nhấp một ngụm hiền đức hoàng hậu thấy vậy không nhịn được cười nói bệ hạ làm gì mà phải nhấp từng ngụm nhỏ như vậy nàng nâng bát rượu lên ngửa đầu uống hết dù động tác này từ nàng làm ra vẫn rất yêu nhã làm người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui Vĩnh nhạc đế ho nhẹ một tiếng, hồ nháo, nhưng ánh mắt hắn nhìn hiền đức hoàng hậu vẫn đầy nhu hòa. Hiền đức hoàng hậu lại tự mình đổ một chén, cười nói, khi còn nhỏ, nô tỳ theo phụ thân đọc sách sử, thực hâm mộ những anh hùng trong sách, họ có khí chất hào sảng, mồm to ăn thịt, mồm to uống rượu, cuộc sống tự do tự tại, cảm thấy sống như vậy mới không uổng phí. Nô tỳ đã nghĩ, ngày sau nhất định phải gả cho một đại anh hùng như thế, ban ngày pha trà cho hắn, ban đêm cùng hắn uống rượu. Nàng nói đến đây, trong mắt lóe lên ánh sáng rạng rỡ, như trở về thời thiếu nữ, cùng các huynh trưởng trêu đùa uống rượu. Sau đó thế nào? Vĩnh Nhạc Đế hỏi. Sau đó nô tỳ gả cho hoàng thượng, hoàng thượng không chịu mồm to ăn thịt, mồm to uống rượu, cũng không phải người hào sảng tiêu sái, ngược lại rất lạnh lùng, nô tỳ có chút hối hận. Vĩnh Nhạc Đế nheo mắt nhìn nàng, mặt nàng dần dần nhiễm lên hai đóa hồng, không biết là say hay chưa say, nhưng Vĩnh Nhạc Đế nghĩ, nàng nhất định đã say vì hiền đức hoàng hậu khi tỉnh táo sẽ không nói ra những lời như trẻ con này. Hắn nói, người không phải nói tiểu lượng của mình tốt sao? Sao lại đùa giỡn rượu say trước mặt trẫm? Nô tỳ không say, hiền đức hoàng hậu nói, nô tỳ muốn say, nhưng nhiều năm nay chưa từng thực sự tỉnh. Vĩnh nhạc đế không cười nổi. Gả cho hoàng thượng thật sự là nô tỳ vận khí không tốt. Êm đẹp lại phải chia sẻ phu quân với vô số nữ nhân, trong nhà giàu có cơ thiếp, chính thế ít ra còn có con cái. Nô tỳ ngay cả một đứa con cũng không có, thật không phải là cuộc hôn nhân tốt. Hiển Đức Hoàng hậu cười nói, nên nô tỳ thực hâm mộ thân Vương Phi. Thân Vương Phi nàng sống không dễ dàng, nàng cũng có nhiều điều lo lắng, nhưng nàng may mắn hơn nô tỳ, nàng có lựa chọn. Cảnh hành đối xử với nàng rất tốt, không giống Hoàng thượng lạnh lùng. Vĩnh nhạc đế trầm mặc rất lâu, lâu đến mức có thể nghe thấy tiếng ếch kêu, tiếng ve dâm ran, Hắn nói, ngươi cũng có lựa chọn. Tinh Trinh, Nô Tỳ từ đầu đã không có lựa chọn, Hiền Đức Hoàng hậu ngắt lời, Nô Tỳ đã đặt cả trái tim lên hoàng thượng, làm sao phân tâm để lựa chọn khác. Vĩnh Nhạc Đế sững sờ, Hiền Đức Hoàng hậu đã nâng bát rượu, uống cạn chén thứ hai. Hoàng thượng xem Nô Tỳ, có gì khác biệt? Hiền Đức Hoàng hậu nhìn hắn, có phải hoàng thượng cũng cảm thấy cuộc đời này của Nô Tỳ không hề sai. Đúng vậy, Vĩnh Nhạc Đế dừng một chút rồi nói, ngươi rất tốt, ngươi là hoàng hậu tốt nhất của đại lương, không ai có thể làm tốt hơn ngươi. Lúc trước mẫu hậu rất thích ngươi, chấm cũng rất thích ngươi, ngươi trí tuệ, hào phóng, ổn trọng, toàn bộ hậu cung được ngươi quản lý rất tốt. Chấm lựa chọn ngươi, không sai. Hiền đức hoàng hậu nở nụ cười, cười đến rơi nước mắt. Nàng nói, đúng vậy, hoàng thượng không thể lựa chọn sai, là vì hiền đức hoàng hậu, không phải vì tinh trinh. Nô tỳ hiểu được. Nàng nhìn ánh trăng trên bầu trời, khóe mắt lóe lên ánh sáng trong suốt, rồi quay đầu lại, trở về vẻ ôn hòa trầm ổn thường ngày. Nàng nói, hoàng thượng trước đây đã dặn dò nô tỳ, nô tỳ đã suy nghĩ qua. Hoàng thượng nói đúng, dù sao cũng là cuộc sống của chính mình, sau này cũng phải tiếp tục sống. Vĩnh Nhạc Đế nhìn nàng, cảm thấy nghẹn ngào, một lát sau mới miễn cưỡng mở miệng hỏi, người ta tìm được rồi sao? Tạm thời chưa, Hiền Đức hoàng hậu mỉm cười nhưng không cần gấp, khi đến ngày đó, thuận theo tự nhiên là được. Vĩnh nhạc đế hình như còn muốn nói gì đó. Hiền đức hoàng hậu nâng bát rượu, nói trên tuyết nhưỡng này, nô tỳ kính hoàng thượng, nhiều năm vợ chồng, dù là duyên phận gì, những năm qua, nô tỳ sống không tính là tệ. Đa tạ bệ hạ, vĩnh nhạc đế cũng nâng bát rượu, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy tay hắn run nhẹ nhẹ, như không giữ nổi. Nhưng hắn che giấu rất tốt, lập tức dùng tay áo che, rồi uống cạn bát rượu một hơi uống cạn chén lớn vị rượu từ cổ họng xuống đến mũ tạng lục phủ nóng bỏng làm cho hắn cảm thấy chua sót hơn cả nhân sinh hắn thấy hiền đức hoàng hậu đứng dậy cười nói kỳ thật vò rượu này nhìn nhiều nhưng cùng hoàng thượng uống vài bát liền hết không nên lãng phí tối nay còn nhiều thời gian nô tỳ hôm nay uống rất vui liền đi dạo ngoài kia hoàng thượng cũng nên nghỉ ngơi đêm sâu lạnh cẩn thận cảm lạnh rồi nàng rời đi nàng rời đi nhẹ nhàng như thể những lời nói lúc nãy là lời tạm biệt giờ tạm biệt đã xong rượu tạm biệt đã hết còn lại chỉ là từng bước rời xa thế giới của hắn không bao giờ quay lại vĩnh nhạc đế quay đầu nhìn bóng dáng hiền đức hoàng hậu rời đi bóng dáng nàng biến mất trong hành lang dài không quay đầu lại từng bước vững chắc trong lòng hắn đột nhiên đau xót một cảm giác sâu sắc khó tả lan tỏa từ đáy lòng tới tứ chi tìm hắn đập mạnh và nhanh cơ hồ run rẩy hắn cảm thấy khó thở và không thể nói ra một câu trọn vẹn hắn mạnh mẽ ngã quỵ xuống tòa đặng công công đang chờ bên cạnh thấy tình cảnh này hoảng sợ vội vàng đến nâng vĩnh nhạc đế dậy sắc mặt tái nhợt đáng sợ môi run run, run khiến đặng công công rùng mình ông lập tức hô gọi thái y và bảo thị vệ đưa vĩnh nhạc đế về dưỡng tâm điện hiền đức hoàng hậu bước đi trong đêm gió thổi qua làm rượu trong người tràn ra cảm giác ngà ngà say biến mất, chỉ còn lại sự thanh tỉnh đau khổ. Nàng dựa vào lan can bên hồ, thở dài mệt mỏi. Nàng biết rằng hôm nay mình đã nói những lời dỗi hơn. Nhưng mỗi ngày qua, nàng càng sợ hãi trước thực tế rằng vĩnh nhạc đế có thể rời xa mình bất kỳ lúc nào. Nàng muốn trốn tránh kết quả đó, không muốn nghe, không muốn đối diện, nhưng vĩnh nhạc đế luôn chủ động nhắc nhở, khiến nàng không thể nào trốn thoát. Đào cô cô nói, nương nương, bên ngoài lạnh, người nên vào trong. Hiền đức hoàng hậu lắc đầu, cổ tay nàng đeo một chuỗi Phật châu, cầu nguyện cho Vĩnh Nhạc đế. Mỗi đêm, nàng đều lần hạt, khấn cầu trời cao có thể thương hại thế nhân, mang đến kỳ tích. Chuỗi Phật châu ấy đã theo nàng nhiều năm, từng hạt đều sáng bóng. Nàng ngước nhìn ánh trăng, ánh trăng tròn và sáng. Trận chiến này không lâu nữa sẽ kết thúc, tất cả như đã đến hồi kết. Nhưng gần đây, nàng luôn thiếu kiên nhẫn, đôi khi có những hành động thất thố trong lòng nàng chợt cảm thấy ghét bỏ chính mình, quay đầu định bước đi. Bỗng nghe một tiếng sét đánh ba lạc, nàng cúi đầu thấy chuỗi Phật châu đã đứt, từng hạt rơi xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Sao lại đứt được? Đào cô cô, hiền đức hoàng hậu thì thầm, trong lòng hốt hoảng, tâm trạng nàng giống như bị bóp nghẹt, trong nháy mắt không thể thở nổi. Nương nương, đào cô cô hoảng sợ, vội vàng nâng đỡ, hiền đức hoàng hậu khoát tay áo, cúi xuống nhặt những hạt Phật châu. Đúng lúc đó, tiểu thái giám của đặng công công chạy tới, mặt mày kinh hoàng, nương nương, hoàng thượng có chuyện không hay, xin mau tới xem. Hiền đức hoàng hậu vừa nhặt được một hạt Phật Châu, nghe vậy, tay buông lỏng, hạt Phật Châu lăn xuống hồ, tạo ra một tiếng ba, nhẹ nhàng rồi chìm xuống, không để lại dấu vết. Dưỡng tâm điện, ngoài phòng thái giám và cung nữ đều quỳ. Đặng công công đứng góc phòng, cúi đầu, vẻ mặt bi thương. Hiền đức hoàng hậu bước vào, cao chạm vừa ra thấy nàng lắc đầu hiển đức hoàng hậu bước chân lảo đảo may nhờ đào cô cô đỡ nàng mới không ngã sau một lúc lâu nàng nói mọi người lui ra vĩnh nhạc đế phất tay mọi người đều lui ra ngoài hiển đức hoàng hậu tiến lên bước đi chậm rãi như kháng cự với kết cục không muốn tin khi đến gần nàng quỳ nửa người trước tháp nhìn người trên tháp vĩnh nhạc đế nhìn nàng sau một lúc lâu mới cười nói trước khi đi, cuối cùng cũng uống được tuyết nhưỡng của ngươi. Hành tung, hiển đức hoàng hậu dương dương nhìn hắn. Nàng gọi hành tung, tên tự của vĩnh nhạc đế, chứ không phải hoàng thượng. Đó là tên mà tiêu hoàng hậu đã giới thiệu cho nàng khi nàng còn là thiếu nữ. Dù trải qua nhiều năm tháng, nàng vẫn không thể rời xa hắn. Vĩnh nhạc đế nói, tinh trinh, ta không thể ở lại cùng ngươi. Ngươi gả cho ta, ta tưởng sẽ bảo vệ ngươi, nhưng nhiều năm qua ngươi không có được gì hắn nói chậm rãi, mỗi câu nói đều như cố gắng cuối cùng. Hiền Đức Hoàng hậu nói, đừng nói nữa. Hai người từ khi trở thành đế hậu, một người xương chấm, một người xương nô tỳ. Giờ đây, khi sinh mệnh sắp kết thúc, mới dùng người ta tương xứng, giống như vợ chồng bình thường. Hắn nói, người hãy sống cho mình, người tốt như vậy, nhất định sẽ hạnh phúc, gả cho người khác, không như ta ích kỷ, tìm người thương người yêu người hiền đức hoàng hậu khóc không thành tiếng, nàng cảm giác được tay mình bị nắm chặt, vĩnh nhạc đế ánh mắt sáng người nhìn nàng, cắn răng nói, nhưng ta không cam lòng. Ta ích kỷ, ngươi là nữ nhân của ta, ta không muốn ngươi theo người khác. Hiền đức hoàng hậu sướng sờ. Suốt một năm qua, ta đã cố gắng sống chỉ để có thêm vài ngày nữa, kỳ thực không phải vì muốn thấy tạo uyên quân lâm thiên hạ. Thiên hạ này, đại nghiệp đã ổn định, ta chẳng có gì lưu luyến, chỉ là... Ta tiếc nuối, hắn thở dốc, giọng nói yếu ớt, ta luyến tiếc ngươi. Dù chỉ là được sống thêm một khắc với ngươi, ta cũng cảm thấy mãn nguyện. Lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã bị cuốn hút, khi ngươi được triệu nhập cung, đó không phải là ý của Mẫu hậu, mà chính là ta. Ta đã nói với Mẫu hậu rằng ngươi rất tốt, ngươi luôn nghĩ rằng ta chỉ xem trọng vai trò hiền đức hoàng hậu, nhưng sự thật không phải vậy. Ngay từ đầu, người ta muốn là ngươi, không ai khác có thể làm ta hài lòng. Những lời này, ta chưa bao giờ nói ra." Hiền Đức hoàng hậu che miệng lại, nước mắt tuôn rơi, "Vì sao ngươi không nói sớm?" Vĩnh Nhạc đế sắc mặt càng thêm tái nhợt, giọng nói yếu ớt đến mức khó nghe thấy, "Đáng tiếc, ta mệnh không tốt, đã liên lụy ngươi cả đời." Hắn đưa tay lên, muốn lau đi nước mắt trên mặt nàng, nhưng cánh tay mới giơ lên nửa chừng đã rơi xuống vô lực. Đôi mắt hắn khép lại. Hiền Đức hoàng hậu ôm mặt, đau đớn khóc không thành tiếng nàng khóc tê tâm liệt phế nhưng bên ngoài không ai nghe thấy nàng vùi tiếng khóc vào đệm chăn hận không thể vùi cả bản thân mình vào đó để từ nay về sau không nghe không thấy không trách móc không suy nghĩ trong phòng mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa hòa quyện với không gian yên tĩnh ngoài cửa sổ ánh trăng sáng ngời ôn nhu viên mãn nhưng không thật sau một lúc lâu hiền đức hoàng hậu đứng dậy nàng nhẹ nhàng đắp chăn lại cho vĩnh nhạc đế sửa lại mái tóc của mình, lau đi nước mắt, rồi từ từ bước ra khỏi phòng. Quỳ gối bên ngoài, thái giám và cung nữ chờ đợi, đặng công công tiến lên, hiền đức hoàng hậu bình tĩnh nói, bệ hạ đã băng hà. Đặng công công ngẩn ra, lập tức nghiêm nghị quỳ xuống, phất trần trong tay khẽ chạm đất, vang lên tiếng khắc khoải. Bên ngoài, thái giám và cung nữ cũng quỳ xuống dập đầu, tiếng vang vọng khắp cửu trọng cung khuyết. Bệ hạ băng hà thẩm diệu nhìn về phía hiền đức hoàng hậu người vẫn mặc một bộ áo trắng tinh khiết vẻ mặt vẫn ôn hòa điềm tĩnh dường như không gì có thể lay động tâm hồn nàng triều đình sau một thời gian ngắn hỗn loạn đã trở lại bình yên vĩnh nhạc đế trước khi mất đã sắp xếp mọi thứ chu toàn từ truyền mua chiếu thư đến việc đề phòng bất kỳ xáo trộn nào tất nhiên có những kẻ lăm le nhưng vĩnh nhạc đế đã sắp xếp nhân sự chặt chẽ thêm vào đó tả cảnh hành liên tiếp chiến thắng nên không ai dám làm loạn Vĩnh Nhạc Đế không có con trai, việc truyền ngôi cho người duy nhất có quan hệ huyết thống đã sớm được quyết định. Có lẽ người ta hiểu rằng, khi Tạ Cảnh Hành trở về, mang theo chiến thắng và lãnh thổ Minh Tề cùng Tần Quốc, đại nghiệp sẽ hoàn toàn thống nhất, vị trí hoàng đế cũng trở nên không còn quan trọng. Các phi tần trong hậu cung mất đi chủ nhân, nhiều người hoang loạn, có kẻ tìm đến cái chết, nhưng phần lớn đều tìm cách đảm bảo tương lai của mình. Vĩnh Nhạc Đế từ nhỏ đã lạnh lùng, không hề tham luyến nữ sắc chỉ có lô tính là ngoại lệ. Sau khi Vĩnh Nhạc đế băng hà, các phi tần chủ động cầu cứu gia tộc, hy vọng tìm được đường ra. Hiền đức hoàng hậu bình tĩnh xử lý mọi việc, tổ chức quốc tang, đưa Vĩnh Nhạc đế vào hoàng lăng. Bà không yêu cầu ai phải chôn theo, mọi việc đều theo ý nguyện của Vĩnh Nhạc đế. Thẩm Diệu đến thăm Hiền đức hoàng hậu vào ban đêm, từ khi Vĩnh Nhạc đế vào hoàng lăng, bà trở nên phá lệ bình tĩnh. Hôm nay là trung thu, ánh trăng tròn chính trên trời hiền đức hoàng hậu ngồi nghe cung nữ đánh đàn trong cung vị ương. Thẩm diệu bảo cung nữ đi xuống, hiền đức hoàng hậu mới nhìn thấy nàng, cười nói, ngươi đến rồi. Trời lạnh, nương nương nên mặc thêm áo, nếu muốn nghe đàn, hãy để tiểu lò ấm lên chút, tránh bị lạnh. Thẩm diệu nói, hiền đức hoàng hậu cười nhạt, chỉ vào đĩa bánh trung thu trên bàn, ngự phòng bếp làm, ta định cho người đưa đến ngươi, nhưng nghĩ rằng đã đưa rồi nên không quan tâm nữa thẩm diệu cười đáp nương nương cũng nên ăn một chút hiển đức hoàng hậu lắc đầu ta ăn không nổi chiếu chỉ truyền ngôi đã hạ chờ tạ cảnh hành trở về đăng cơ thẩm diệu sẽ là hoàng hậu cách xương hô hiện tại thực ra không còn phù hợp nhưng cả hai đều không bận tâm mấy ngày nay ta luôn nghĩ rằng hoàng thượng đi rồi ta đã biết trước điều này nghĩ rằng sẽ quen dần nhưng càng lâu ta càng cảm thấy không quen suốt ngày thấy tâm trống rỗng như thiếu đi một điều gì đó thân vương phi, khi cảnh hành đi, ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Thẩm diệu sướng sờ, nhớ nhung ư, tất nhiên là có, mỗi ngày khi không còn người bên cạnh, mới nhận ra mình đã mất đi điều gì. Lúc chia xa, người ta mới thấy rõ tình cảm của mình. Nhưng, thẩm diệu vô thức đặt tay lên bụng, có lẽ vì trong bụng còn có đứa nhỏ, những ngày dài đau khổ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Người và ta, có lẽ không giống nhau, hiền đức hoàng hậu không đợi thẩm diệu trả lời, tự mình nói tiếp, trước đây, bệ hạ không biết ngươi là ai, đã nghe chuyện về ngươi. Ta biết ngươi là người có chủ ý, đối phó với Minh Tề Hoàng Thất và bảo vệ Thẩm Gia, từ đầu ngươi đã có kế hoạch riêng. Gặp cảnh hành và kết hôn với hắn đều là do duyên số, nếu không gặp hắn, ngươi vẫn sẽ sống tiếp cuộc đời của mình, bởi vì mục tiêu ban đầu của ngươi không phải là trở thành thê tử của ai đó. Nhưng ta thì khác, nàng nhìn vào viên ruby trên móng tay dài của mình, nói ta sinh ra trong gia đình giàu có và yên bình không liên quan đến những phân tranh trong triều đình từ nhỏ không lo nghĩ gặp hoàng thượng ta cảm thấy điều quan trọng nhất trong đời là trở thành thê tử của người sống cả đời cùng người nàng dựa vào khuỷu tay nói chậm rãi như sẽ ngủ nhưng vẫn tiếp tục có lẽ vì ta đã sống qua an nhàn trước đó nên không hiểu rằng trở thành một thê tử là điều khó khăn đến thế thẩm diệu không nói gì hiền đức hoàng hậu đã chịu được nhiều khổ sở, mấy ngày nay nàng không nói gì, nhưng thầm diệu hiểu được cảm giác đó. Bởi vì kể ra cũng không thay đổi được gì, nhưng có thể nói ra vẫn là tốt hơn. Hiền đức hoàng hậu hiện tại nguyện y nói ra, ít nhất so với buồn trong lòng vẫn tốt hơn. Hoàng thượng đi rồi, ta không biết nói gì nữa. Hậu cung cũng đã giải tán, những người phụ nữ từng cãi nhau giờ đây vắng lặng, khiến ta cảm thấy cô đơn. Ta đã nghĩ, nếu không gặp hoàng thượng từ đầu thì tốt thà giống như ngươi đối đầu với hoàng thất bảo vệ thẩm gia cũng tốt hơn là chấp nhận kết cục bi thảm này nàng nói với giọng đầy chua sót và tuyệt vọng thẩm diệu an ủi thần phụ cũng như vậy kỳ thật không ai sống mà luôn luôn bình an từ khi thần phụ sinh ra ngoài cha mẹ và huynh trường thân thiết thần phụ chưa bao giờ có quang cảnh tốt thần phụ chưa bao giờ dám hy vọng gì lớn lao nên mọi chuyện chỉ có thể tin vào chính mình Gặp điện hạ là phúc khí của thần phụ, nhưng nếu không có điện hạ, dù đường đi có gian nan, thần phụ cũng sẽ bước tiếp. Dừng lại một chút, nàng nói, hoàng hậu nương nương cũng vậy, dù hoàng thượng đã đi trước, nhưng nương nương cũng nên sống vì mình, dù đường đi có khó khăn, cứ tiếp tục bước, đó cũng là điều hoàng thượng mong muốn. Hiền đức hoàng hậu im lặng rất lâu, đến mức Thẩm Diệu nghĩ rằng nàng không nghe thấy lời mình, rồi nàng nói, thân vương phi, cảm ơn ngươi. Ngươi nói đúng bản cung đều hiểu nhưng quá khó khăn quá khó khăn đêm đó thẩm diệu ngồi với hiền đức hoàng hậu rất lâu các nàng nói ít nhưng dường như đã nói rất nhiều khi thẩm diệu rời đi hiền đức hoàng hậu vẫn ngồi lại một mình rất lâu trong cung chỉ khi đào cô cô đến thúc giục nàng lên giường nghỉ ngơi hiền đức hoàng hậu mới đứng dậy sau khi thấy nàng rửa mặt và nằm trên giường đào cô cô mới rời đi khi cửa đóng lại Hiền Đức hoàng hậu lại ngồi dậy. Nàng đốt đèn, tìm ra bộ quần áo, không phải triều phục hoàng hậu, mà là một chiếc váy màu nguyệt sắc đơn giản. Nàng rất thích màu sắc này, nhưng từ khi trở thành hoàng hậu, không bao giờ mặc những bộ trang phục như vậy nữa, vì nếu không tinh tế và trang trọng, sẽ không thể áp chế được các tần phi khác. Bề ngoài nàng luôn thể hiện sự trang trọng và điềm tĩnh, nhưng thực ra nàng chỉ là một cô gái trầm lặng, không thích nói nhiều. Mặc bộ quần áo đơn giản nàng ngồi trước gương, nhẹ nhàng chải tóc và trang điểm nhẹ, nhưng lại trở nên xinh đẹp hơn. Nàng lấy dây bút ra và bắt đầu viết thư, viết xong, nàng cất lá thư vào phong bì. Cuối cùng, Hiền Đức Hoàng hậu lấy ra một chiếc hộp ngọc tinh xảo từ ngăn tủ bí mật. Trên chiếc hộp phủ một lớp bụi mỏng. Từ khi gả cho Vĩnh Nhạc Đế, nàng đã biết về bệnh tình của người. Gả cho một người không biết lúc nào sẽ qua đời, cần rất nhiều dũng khí nhưng nàng là tiểu thư dũng cảm nhất của ngự trường sử quý phủ, luôn hướng tới anh hùng. Dù vĩnh nhạc đế không phải anh hùng, hắn sử dụng quyền mưu, mượn sức lòng người, không quang minh lỗi lạc, nhưng hiền đức hoàng hậu vẫn thấy hắn là anh hùng của nàng. Ngay từ đầu là vậy, và cuối cùng cũng vậy. Trong hộp ngọc là một lọ thuốc nhỏ, nàng cầm nó trong tay. Ngày gả cho vĩnh nhạc đế, hiền đức hoàng hậu đã chuẩn bị lọ thuốc này cho mình. Nàng từng nhìn vào gương, tự nói, tinh trinh, ngươi dẫu ở hoàng gia nhưng vẫn hướng về giang hồ nếu một ngày hắn ra đi dù cùng trời cuối đất ngươi cũng muốn đi theo đây là quyết định của ngươi nhiều năm qua mỗi năm hiền đức hoàng hậu đều lấy lọ thuốc này ra nhìn lại may mắn không phải dùng đến mỗi năm nàng đều cảm thấy như trộm được thời gian rất vui mừng nhưng giờ đã đến lúc nàng rất nhát gan không dám sống qua ngày mà không có tạ sĩ nhưng cũng rất gan giả vì đã biết trước kết cục vẫn kiên quyết đi con đường này hành tung ta đến gặp ngươi nàng nhẹ nhàng nói uống hết thuốc trong lọ ánh trăng dần dần lên cao dọi qua nhánh cây liễu như mỉm cười nhìn thế gian thăng trầm ánh trăng viên mãn làm người ta muốn khóc thẩm diệu đêm nay ngủ không ngon trong mơ luôn ồn ào muốn nghe rõ nhưng lại không thể thẩm diệu bị đánh thức bởi tinh chập mở mắt thấy ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào phòng cô mồi dậy cảm giác mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán lòng bỗng nhiên dấy lên một tia bất an là đàm chạy vào mắt hồng hồng thì thầm hoàng hậu nương nương đã băng hà thẩm diệu nhận khăn từ tay kinh chập rồi phịch một tiếng khăn rơi xuống đất chỉ trong chưa đầy một tháng cả vĩnh nhạc đế và hiền đức hoàng hậu lần lượt qua đời khiến thiên hạ chấn động việc hiền đức hoàng hậu quyết tuẫn theo vĩnh nhạc đế khiến người ta không khỏi động lòng các tần phi từng tranh đấu sống chết trong cung, nay nghe tin này đều đến chia buồn. Hiền đức hoàng hậu khi còn sống nhân từ, hiền hậu, nên dù Vĩnh Nhạc đế không gần gũi nàng, các sủng phi cũng không ghét bỏ nàng. Nghe tin, họ thậm chí còn thổn thức cảm thán. Phụ thân của Hiền đức hoàng hậu tỏ ra rất bình tĩnh, có lẽ đã sớm dự đoán được quyết định này của con gái mình. Dù bi thương, ông vẫn chấp nhận sự thật. Thẩm Diệu theo nghi thức hoàng hậu tổ chức tang lễ cho hiền đức hoàng hậu và an táng nàng cùng vĩnh nhạc đế trong hoàng lăng từ đây một cặp minh quân hiền hậu chỉ còn là dấu ấn vĩnh viễn trong lịch sử đại lương nhưng cùng với sự ra đi của họ nhiều vấn đề nảy sinh vĩnh nhạc đế và hiền đức hoàng hậu đều đã mất ai sẽ lãnh đạo triều đình dù vĩnh nhạc đế đã để lại truyền ngôi chiếu thư nhưng tả cảnh hành vẫn chưa đăng cơ trong hoàn cảnh này thẩm diệu không thể đảm nhiệm vai trò hoàng hậu duy nhất có quan hệ huyết thống là tạ cảnh hành. Không triều đình nào có thể hoàn toàn vững vàng khi vua mất. Những kẻ không an phận trong triều đình bắt đầu lục đục, luôn toan tính điều gì đó. Họ có dã tâm nhưng thiếu can đảm, nhưng cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Thẩm Diệu hỏi Đặng Công Công, tình hình triều đình hiện nay ra sao? Đặng Công Công đáp, hiện nay triều đình muốn đề cử một người tạm thời giám quốc, đợi thân vương điện hạ trở về mới quyết định thật là lão sược quả nhiên muốn cướp đoạt quyền lực thẩm diệu tức giận nói đặng công công im lặng không hiểu sao đặng công công cảm thấy vị duệ thân vương phi trẻ tuổi này có một loại khí chất khó diễn tả giống với hiền đức hoàng hậu nhưng còn quyết đoán hơn bình thường nàng ôn hòa không chi cầu quá nhiều nhưng khi nghiêm túc lại khiến người khác phải tính nể đặng công công chuẩn bị một chút ta sẽ quay lại triều đình thẩm diệu nói đặng công công ngạc nhiên phu nhân triều đình loạn lạc, nếu không kiểm soát, lũng nghiệp sẽ rơi vào hỗn loạn. Thà để ta ra mặt làm kẻ ác, trước tiên trấn an lòng dân. Nhưng mà, đặng công công nhìn bụng thầm diệu, lo lắng nói, ngài đang mang thai. Chính vì có đứa nhỏ này, ta mới có thể trấn áp triều đình. Họ dù muốn làm gì cũng phải băn khoăn danh dự, ta tuy là người minh tề, nhưng đứa nhỏ trong bụng cũng mang huyết thống hoàng gia, không ai dám xúc phạm ta. Đặng công công suy nghĩ, nói, như vậy cũng tạm ổn, nhưng thân vương phi, ngài sẽ không thể giấu chuyện mang thai nữa. Ta giấu chỉ để điện hạ không phân tâm trên chiến trường. Này chiến tranh sắp kết thúc, thắng lợi gần kề, không cần giấu nữa. Nàng cười nhìn đặng công công, ngươi lo trong cung không yên ổn, sợ có người hại ta. Đặng công công nói, nô tài sẽ bảo vệ tốt thân vương phi và tiểu thế tử. Thẩm diệu gật đầu, làm phiền ngươi rồi. Đặng công công lui ra, thầm rượu thở phào, ngồi nhìn lá rụng ngoài cửa sổ. Hiển Đức Hoàng hậu ra đi quá vội vàng, để lại nhiều vấn đề. Cung điện náo nhiệt ngày xuân giờ đây vắng lặng, như trà muội khi người rời. Nhưng nàng biết, mọi chuyện chưa kết thúc, trước khi tả cảnh hành trở về, nàng phải ổn định triều đình. Từ khi ngươi ở trong bụng ta, thật không dễ dàng. Thẩm Diệu nhẹ nhàng nói với bụng mình, nhưng mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên. Ngày hôm sau, chiếu thư truyền ngôi được công bố, triều đình dậy sóng. Có những kẻ nghi ngờ, nhưng các trọng thần chứng minh sự thật. Vĩnh Nhạc Đế đã chuẩn bị tất cả, không ai có thể phản đối. Có người đề nghị cử vài vị thần tử nhiếp chính, nhưng bị cử tuyệt, thay vào đó, dưỡi thân vương phi thẩm diệu sẽ tạm thời xử lý việc triều chính. Trong lúc đó, lời đồn lan tràn, nói thẩm diệu là thám tử của Minh Tề, lợi dụng cơ hội để xoán quyền. Nhưng lời đồn nhanh chóng bị dập tắt khi thẩm diệu xuất hiện ở triều đình với bụng bầu đặng công công và đào cô cô cũng xác nhận hiền đức hoàng hậu đưa thầm diệu vào cung để bảo vệ huyết mạch hoàng gia duy nhất có đứa nhỏ này trên danh nghĩa luôn không gặp vấn đề hơn nữa khi thầm diệu ra tay thủ đoạn lôi đình hành động mạnh mẽ khiến những kẻ gây rối phải khiếp sợ nàng ân huy đều rõ ràng khiến mọi người cảm thấy nếu tiếp tục làm loạn chờ tả cảnh hành trở về chắc chắn họ sẽ không có kết quả tốt một phần vì kiêng kỵ thẩm diệu một phần vì sợ hãi tả cảnh hành nên cơn sóng gió này nhanh chóng lắng xuống. Nhưng thẩm diệu cũng không được an nhàn thực sự, nói là làm, nàng đã gánh vác trách nhiệm này, không thể chỉ nói xuông. Mấy ngày nay, nàng luôn xem sổ con, sau khi vĩnh nhạc đế qua đời, rất nhiều sổ con tích lại, cộng thêm hiền đức hoàng hậu cũng qua đời, số lượng sổ con càng nhiều hơn. Nàng xem từng phong từng phong, có lúc xem đến đêm khuya. Kinh chập rất đau lòng, nhưng khuyên thế nào nàng cũng không nghe, đành phải ở bên cạnh nàng là đàm vừa đan len vừa hỏi tiểu biểu muội tại sao lại phải tự mình xem nếu không tin những người khác ngươi cũng nên tin tâm phúc của tiên hoàng giao hết sổ con cho họ để họ xem không phải tốt hơn sao ngươi còn đang mang thai thẩm diệu lắc đầu lòng người thay đổi quyền lực không thể tùy tiện trao ta không phải người lũng nghiệp trong thời gian ngắn không thể hiểu hết lòng người càng không thể đoán trước tương lai có chuyện xấu xảy ra hay không nên vẫn tự mình xem ra đường rẽ không dễ gì bù lại. Có lẽ Vĩnh Nhạc Đế có tâm phúc, nhưng sau khi Vĩnh Nhạc Đế và Hiền Đức Hoàng hậu qua đời, những người đó có sinh lòng khác hay không, ai có thể đoán trước được. Nếu đây là Minh Tề, Thẩm Diệu hiểu rõ những người đó, tự nhiên không ngại, nhưng ở Lũng Nghiệp, thời gian nàng ở đây chưa dài, sao có thể hiểu hết nhân phẩm và đức hạnh của họ. Nói đến cùng, nơi này không có ai nàng có thể yên tâm tin tưởng. Đặng Công Công ở bên cạnh phục vụ thấy vậy cũng gật đầu tán thành. Lúc đầu nghe Thẩm Diệu nói, Đặng Công Công còn hoài nghi, nếu nàng chỉ nói suông, đối mặt với nhiều triều thần như vậy, chẳng phải là mất mặt hoàng gia. Nhưng may mắn, Thẩm Diệu làm không tệ, nàng xử lý mọi việc viên mãn, Đặng Công Công dù không hiểu rõ chuyện triều đình, nhưng giỏi nhìn sắc mặt, nhận thấy các triều thần từ phản đối đến hoài nghi, gần đây đã dịu đi, chứng tỏ Thẩm Diệu làm không tồi. Nếu không những kẻ luôn bới móc lỗi sai đã không thể ngậm miệng đặng công công thầm vui mừng nếu thẩm diệu là người như vậy so với hiền đức hoàng hậu không hề kém cỏi có lẽ đại lương sẽ kéo dài và vững chắc như kính hiền thái hậu mong đợi dù sao cũng rất vất vả là đàm nói hôm qua ta còn nghe người ta nói người vận khí tốt là mấy lần quyết định đều tròn chia thật là buồn cười rõ ràng là bản lĩnh thực sự tiểu biểu muội người sao cái gì cũng biết ngay cả sổ con trong cung cũng có thể xem, còn có cái gì mà ngươi không biết. Thẩm diệu cười nói, sẽ không khả hơn. Tỷ như, là đàm tiếp lời. Tỷ như, sẽ không giống ngươi, cái gì cũng giỏi. Là đàm tức giận, nhưng nhanh chóng nói, dù sao. Cũng sắp khổ tận cam lai, ngươi sắp sinh, tỷ phu cũng sắp thắng trận trở về. Đến lúc đó dượng và cha ta cũng sẽ tới, chúng ta một nhà đoàn tụ, nghĩ đến hiện tại vất vả cũng không coi là gì. Thẩm Diệu mỉm cười, đúng vậy. Hiện tại vất vả, tóm lại là đáng giá. Tin tức tạ cảnh hành truyền về, Minh Tề đã diệt, tần quốc cầu hòa không thành, hoàng đế tần quốc bỏ chạy. Này đại lương quân sĩ đang tiến vào đô thành tần quốc, chiếm lĩnh xong đô thành, tạ cảnh hành sẽ về trước đại lương. Theo một nghĩa nào đó, chiến tranh đã kết thúc, chỉ chờ anh hùng khải hoàn trở về. Đây thật sự là tin tốt nhất. Chính là, Thẩm Diệu thở dài, Tạ cảnh hành chắc đã biết chuyện vĩnh nhạc đế và hiền đức hoàng hậu. Chờ hắn trở về đại lương, đi hoàng lang viếng tang, lòng không biết sẽ cảm thấy thế nào. Trên đời này cùng hắn có huyết thống cuối cùng đã rời đi, từ nay về sau, hắn thật sự là người cô đơn. Nhưng cũng không hoàn toàn cô đơn, ít nhất còn có thẩm diệu và đứa nhỏ. Đào cô cô cười nói thân vương phi sắp sinh vào đầu tháng tới. Còn hơn 10 ngày nữa, mọi người phải chú ý là đàm cười, ta thật sự rất vui, không biết là tiểu chất nữ hay tiểu chất nhi, tò mò chết đi được. Ta đoán là tiểu chất nữ, ngoan như vậy, không nháo. Vậy cũng chưa chắc, đào cô cô nói, thân vương phi bụng lớn, có lẽ là tiểu thế tử. Thẩm diệu mỉm cười nghe họ suy đoán, lòng cũng chưa từng có cảm giác an bình như lúc này. Sinh hạ đứa nhỏ, chờ tạ cảnh hành trở về, có lẽ gian nan và rối loạn năm nay sẽ kết thúc ngày sau cuối cùng là có thể đón nhận thời gian tốt đẹp. Nhưng, trên đời này, luôn không có chuyện gì hoàn hảo. Dù có kết cục tốt, giữa chừng vẫn gặp phải gian nan, thử thách. Càng gần tới giờ phút cuối, lại càng phải đối mặt với những phiền toái lớn. Chính trong lúc này, thẩm diệu đối diện với một đại phiền toái không mong muốn. Ngày mùa thu, trời sáng khí trong, gió hưu hưu mát mẻ, là một ngày thời tiết đẹp hiếm thấy. Thẩm diệu ngồi ở sân bên cạnh, hôm nay nàng hiếm khi xong việc sớm đã xem xong hết sổ con la đàm không biết từ đâu tìm được cái diều tính trẻ con của nàng chưa giảm đang cùng cung nữ vui chơi thả diều thẩm diệu bị tiếng cười của la đàm cuốn hút cũng không nhịn được nở nụ cười đặng công công từ ngoài bước nhanh vào vẻ mặt đầy ngưng trọng thấy thẩm diệu ông ra hiệu nàng vào nội điện thẩm diệu nhận thấy ông có chuyện quan trọng muốn nói liền được kinh chập đỡ vào trong vừa vào nội điện Đặng công công nói ngay, thân vương phi, không hay rồi, dư nhiệt của lô gia đang công thành. Dư nhiệt của lô gia, thẩm diệu nhíu mày, lô gia mọi người, chẳng phải đã bị diệt trừ hết ở nhữ dương rồi sao? Dư nhiệt của lô gia, lô nhị tiểu thư phu quân là võ quan, trong tay còn nuôi dưỡng một đám tư binh. Lúc ấy họ không ở lũng nghiệp mà ở ngoại ô, giả làm dân thường. Những người này có liên hệ với Diệp Gia. Trước đây khi Diệp Gia gặp chuyện, Diệp Mậu Xuân từng cung cấp cho họ một số tiền lớn. Giờ những người này đã chuẩn bị đầy đủ, đang công thành và giao chiến với quân thủ thành, Đặng Công Công nói. Thẩm Diệu cao mày, sau một lúc lâu, lạnh nhạt nói, bách túc chi trùng, tử nhi bất cương. Lô Diệp hai nhà vì đối phó hoàng thất mà vắt hết óc. Họ nhắm đến ta phải không? Đặng Công Công lau mồ hôi trên trán, nói thân vương phi. Dư nhiệt của Lô Diệp hai nhà với chút ít thế lực còn sót lại, không thể đối địch với đại quân của tả cảnh hành sở dĩ họ chọn công thành lúc này là để thực hiện di nguyện của diệp mậu xuân và lô chính thuần mong muốn cá chết lưới rách trong cung chỉ có thẩm diệu làm chủ nàng lại đang mang thai con của tả cảnh hành có lẽ họ nghĩ rằng giết thẩm diệu và đứa nhỏ sẽ khiến tả cảnh hành đau khổ đây là cách trả thù tốt nhất đối với tả cảnh hành trong thành có bao nhiêu binh mã trong cung có bao nhiêu cấm vệ thẩm diệu hỏi trong cung cấm vệ đủ bảo vệ thân vương phi, nhưng những người đó đã bắt đầu tàn sát dân chúng ngoài thành. Một khi vào thành, họ sẽ tùy ý giết chóc, những người này trời sinh tính hung tàn, lại xen lẫn trong đám người, nếu muốn đối phó, cần phải phái ra nhiều nhân mã. Nhưng như vậy, trong cung sẽ thiếu người bảo vệ, rất dễ bị tấn công. Thẩm Diệu nhíu mày, nói cách khác, phải chọn giữa bảo vệ trong cung và bảo vệ dân chúng. Đặng Công Công trầm mặc, lời này bị nói thẳng ra, ông không biết nên trả lời thế nào. Đã hiểu, thẩm diệu gật đầu, điều cấm vệ quân ra ngoài bảo vệ dân chúng trước đi. Thân vương phi, đặng công công sừng sốt, ngài không thể coi nhẹ sinh tử của mình, nếu ngài gặp nguy hiểm, nô tài biết ăn nói thế nào với thân vương điện hạ. Không phải coi nhẹ sinh tử của mình, thẩm diệu nói, người nghĩ rằng những người đó chỉ ở ngoài thành sao. Chắc chắn trong thành đã có người của họ xâm nhập, họ muốn gây sợ hãi cho dân chúng, nếu cấm vệ chỉ lo bảo vệ trong cung dân chúng dễ bị kích động lòng người không vững hoàng cung dù kiên cố cũng không chống nổi nhất là điện hạ sắc trở về càng không thể mắc sai lầm thấy đặng công công vẫn không đồng ý thẩm diệu nói huống hồ ta sẽ không lấy mạng mình ra đùa điện hạ trước khi đi đã để lại một ít nhân mã họ sẽ bảo vệ ta mặc vũ quân ở lại phủ rễ thân vương sau đó đã theo thẩm diệu vào cung nàng hiểu rõ lúc này không còn đường lựa chọn phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn